cô hứng vô cận ở chợ ở năng lê vô không gặp nhà được. Hello mấy chị nha, chân quái chị mang hôm nay có bán không? Chân quái này để bữa nào hãy về lại cho mấy chị hè. Để bữa nào hãy về cho mấy chị ha. Cái chân quái này hãy bán lâu rồi mấy chị ơi, chắc còn 5 ngói hay là 5 tê gì á. Nhưng mà nói chung là hãy cũng về mấy chị ơi. Nhưng mấy chịu nha, tới mùa này là sẽ về nhiều chân quái cho mấy chị á. Tại vì bữa nay là bắt đầu là chạy hàng đông xong rồi chạy hàng Tết á. Thì hãy sẽ về mấy cái chân quái này cho mình ha. Và cái chân quái này hãy bán, hãy mặc thì cũng lâu rồi mấy chị. Nhưng mà năm nào hãy cũng bán hết trơn mấy chị. Nhưng mấy chịu nha, để hãy về cho mấy chị nha. À đúng rồi mình còn mà, đúng không em? Chân quái này mình còn chân quái tầng đúng không? Cái chân váy tầng mà có size SML á. Đúng rồi, xíu hãy xả cho mình luôn. Có mấy chị, có nha. Chị xíu hãy lên cái chân váy y như vậy luôn. Cái chân váy này á, là lâu lâu hãy mặc. Còn cái chân váy mà xíu hãy like cho mấy chị là ngày nào. Nói chung là vô tới mùa đông là lúc mà hãy like áo lên này kia là hãy hay mặc lắm luôn á mấy chị. Để xíu hãy like cho mấy chị, xíu hãy xả luôn ha. Đợi hãy một chút mấy chị. Rồi chia sẻ like dùng cho Hải nha mấy chịu nha. Tương tác dùng cho Hải với lại cái like này là Hải chỉ chốt cho chị nào có chia sẻ like nha mấy chịu nha. Và Hải sale rất là nhiều luôn nên là mấy chị cố gắng tương tác một chút xíu nha mấy chịu nha. Có nhiều chị không chia sẻ like cho Hải nha, buồn lắm luôn ấy. Rồi vô nhanh nha mấy chịu nha. Hôm nay bắt đầu xả nha mấy chịu nha. Đây là à, bên hông Hải là rất rất là nhiều hàng luôn. Chỗ đó là hàng hàng hết đó em, dục lại đi. Rồi lên nhanh nha mấy chịu nha. Chia sẻ like dùng cho Hải với, tương tác lên nha mấy chịu nha. Chân váy mặc mấy năm rồi mà nó vẫn còn bị rộng mấy chị ơi. Rộng nên là phải bóp. Rồi lên nhanh dùng cho Hải nha mấy chịu nha. Chia sẻ like đi, bắt đầu em vô luôn nha mấy chịu nha. Mấy chị tương tác với Hải, với Hải sẽ xả hết hàng hè luôn nha mấy chịu nha. Tại vì Hải bắt đầu Hải chạy hàng đông rồi nha mấy chịu nha. Nên là Hải xả bớt hàng hè để nó nhiều trong kho quá mấy chị. Nếu mà hàng hè Hải để lại vẫn được mấy chị. Tại vì là Hải cũng hay like hàng hè cho mấy chị cánh nam á nha mấy chịu nha. Nhưng mà thôi để xả hết để về nhiều hàng to bao cho mấy chị luôn ha. Rồi tương tác chia sẻ like lên mấy chịu nha. Bữa nay cái fanpage này nó bị chặn tương tác mấy chị ơi. Nãy giờ bật lên mà mới có 120 chị xem. Rồi ừ. Lên nhanh mấy chị ơi, chia sẻ like cho Hải đây mấy chị. Ở Duy Thành đối diện quán cà phê thôi anh á. Rồi vô đi mấy chị ơi, tương tác cho Hải. Like cái gì? Cái gì vậy? Đừng quên mình không trả mình. Rồi bắt đầu vô nha, hãy sẽ tặng trước hàng lẻ mấy chị ha. Bao nhiêu người xem nào. Ôi tương tác kém quá luôn á, mấy hồi bật like lên là vô nhanh lắm mấy chị ơi, bữa nay tương tác kém buồn ghê luôn. Em đãi cái cây ra xa xíu được. Hay là em ngồi gần. Ngồi gần để cho dễ lấy đồ mấy chị. Ok không mấy chị, gần quá không? Gần quá thấy cái mặt mình như là cái Rồi tương tác chia sẻ like lên mấy chị ơi, bắt đầu vô nha. Chuyên mục sale. Ôi sale nhiều lắm luôn ấy. 10 cái kệ hàng đó mấy chế là siêu nhiều luôn. Hàng đông bữa nay về thì em chưa có làm ra hàng ra hết mấy chị ơi. Ngồi gần thấy cái mặt của em nó có to quá không mấy chị. Rồi chia sẻ like tương tác dùng cho Hải với mấy chị ơi. À, Tết Trung Thu. Năm nay không có Trung Thu gì luôn mấy chị. Không có mua lần nè, không có bánh Trung Thu nè, không có gì hết nha mấy chịu nha. Rồi lên nhanh nha mấy chịu nha. Bữa nay mạng chán lắm mấy chị ơi. Mạng bị đứt cáp quang. Bị đứt cáp quang nha mấy chịu nha. Rồi lên nhanh mấy chị ơi. Chia sẻ like dùng cho Hải đi. Chưa vào rồi, chia sẻ like cho mấy chị ơi. Chia sẻ like cho em ạ. Đây nè mấy chị, nè lấy chân váy này may nè, đó chân váy nè, này size S đúng không? Hãy mặc bị động á chứ hãy cũng lấy một cái á. Chân váy này đẹp, thôi bắt đầu vô nha. Thôi like nhanh, lên nhanh mấy chịu nha, để bắt đầu vô chuyên mục sale nè. Em dục hàng vô sát sát đây cho chị với mấy cái hàng đó vô sát đi chút nha. Rồi lên trước nha mấy chịu nha, A1 dùng cho em 39.000, mấy cái này nó có một cái nên là em sale hết nha mấy chịu nha, thu hồi vốn nha mấy tình yêu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã A1 xé này 39.000 cho chị cái set cam với vô chút em chắc cái chắc. Với lại em ngay chỗ cái góc đó thì chị thấy có mấy cục áo thun đó kìa. Tôi cho chị với.
Với lại ở trong nhà nè, nó có mấy cái hàng bộ. Ở trong nhà ba lô ra chưa ta? Cái bộ mà bố hôm trước bộ chị bán 39 ngàn đó. Ở trong bao nó còn mấy cục đó em, hôm trước mình chưa có lâu đâu. Ê, ngã. Rồi lên liền cho em mà A1 39 ngàn. Lên lẹ nha mấy chịu nha. Chốt gì nào chia sẻ like thì lên đi mấy chị. Chị cố gắng chia sẻ like lên cho em mà đã lên mạng chị. A1 39 ngàn cho em ạ. Lên mạng cho em đi mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mà A2 dùng cho em 39 ngàn luôn. Lên liền cho em mà A2 dùng cho Hải nha. 39 ngàn mấy chị nhớ chia sẻ like cho Hải thì. Lên liền cho em mã dùng cho em nè. A2 dùng cho em 39 ngàn. Em có duy nhất một set nè. A2 dùng cho Hải 39 ngàn. Ngồi gần quá không mấy chị ơi? A1 39 ngàn cho chị ạ. Có gần quá không? Rồi đây em có cái A1 39 ngàn cho Lê Thọ Nguyên 860. Rồi cái này em bán cái này không bốc màu luôn mấy chị hề. Rồi em bán xi ăn mấy chị cái bộ này 49 ngàn luôn. Lên liền cho em mà A3 49 ngàn không bốc màu hề. Cái hàng này là hàng NGN dùng cho em nè. Hàng này em like cho Thùy Trang Phạm. Hàng này em like là hàng 119 ngàn. Bây giờ em tặng mấy chị 49 ngàn luôn. Hãy có duy nhất được có mấy xếp thôi. Lên liền cho em mà A mấy A3 dùng cho em nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mà A3 dùng cho em nè. 49 ngàn không bốc màu nha mấy chịu nha. Hãy có duy nhất được mấy xếp thôi nè. Hãy có tổng cộng được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mà A3 dùng cho em. A3 49 ngàn không bốc màu dùng cho em ha. Hãy có mấy xếp thôi. Cái này hãy sale nhanh đó mấy chị, sale lỗ luôn á. Hàng NGN này bao mấy bạn bán sốt luôn nha. A3 49 ngàn lên giúp em cho chút thân trần. Rồi lên liền cho em mã dùng cho A3 cho trà bé. Rồi cái này hãy có A3 giúp em 49 ngàn à. Cho Phạm Hồi Diễm. Rồi cái này hãy có hai set này mấy chị nè. Hãy xả luôn cho mấy chị luôn. 79 cho chị luôn. Anh Đào Tròn. Rồi lên liền cho em mã này là mã A4 dùng A3 cho Nguyễn Thị Thanh Lâm. Rồi lên liền cho em mã A4 79 ngàn size M1. Lên liền cho em mã A4 nha mấy chị nha. A4 A3 cho Hiền Nguyễn. Lên liền cho em mã A4 em xả luôn. A3 trăm bi. Rồi lên liền cho em mã A4 dùng cho em 79 ngàn size M1. A3 Chi Trần. Cái này là em xả lỗ luôn đó mấy chị. Xả lỗ nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mà A4 size M dùng cho em. Có hai set thôi em xả luôn 79 ngàn luôn. Rồi em đứng dậy em like mới được mấy chị. Tại vì nó nhiều hàng. A4 79 ngàn lên giúp em ạ. Rồi cái này là size M em nhập vô 100 ngàn nè. Em nhập 100 ngàn ha. Bây giờ em xả luôn cho mấy chị 69 ngàn luôn. Lên liền cho em mã dâm dùng cho em. 69 ngàn size M hàng kim nè. Hàng kim nha, bạn nào bán sốt nhìn vô là biết liền ha. Lên liền cho em mà A5 dùng cho em, size M dùng cho em 69 ngàn. A4 cho hoa quả Hiền My. Rồi lên liền cho em mà A5 69 ngàn size M nè. Zoom nha mấy chịu nha, con zoom này đẹp lắm. Siêu siêu đẹp luôn, lót bên trong cho mình nè, hàng kim nè. Bạn nào bán sốt nhìn vô là biết ha. Chị Đoàn Lan Hương là ai vậy anh? Chị Đoàn Lan Hương là ai chị? Thích mới thì chốt mã kèm số điện thoại lên cho em mấy chị ạ. Sỉ là cọp cho Hải nha. A4 cho Nguyễn Thu Dung. Chị Đoàn Lan Hương là ai mà em thấy hỏi nào không chốt. Chị nào lấy sỉ hoặc là chị nào lấy sỉ á mà em đang canh hàng sale nha em thì phải cọc nha. Cọc em mới chốt cho mấy chị nha. Chứ nhẹ không có chốt nhiều đâu mấy chị. Rồi xả luôn mấy chị con này luôn 59 ngàn luôn. Lên liền cho em mà A6 Trần Gấm. Rồi lên liền em mà A6 59 ngàn một con váy hàng to bao. Đẹp lắm. Size S nha mấy chị nha. Nguyễn Hồng Phúc size S nhưng mà mấy chị 55kg đổ lạnh em ok cho hả? Tại vì cái form này nó to nè. A5 trần gấm có rồi ạ. À. Lên liền em A6. A6 59 ngàn nha mấy chị nha. A5 cho Mốm Nguyễn. Rồi cái này em có được 3 con. Lên liền em mà A6. A6 59 ngàn lên giúp em ạ. À. Còn lấy con sơ mi này nè mấy chị nè. Lấy con sơ mi này mặc nè mấy chị. A6 cho Thúy Kiều. Rồi lên liền cho em mà A7. A6 đũa hoa 2 con. Thôi là A6 ạ. Rồi lên liền cho em mà A7 nha. Cái gì đũa hoa 2 con không? A6 đũa hoa lấy 1 con mà. Nè. Không, lấy 1 con thôi bấm lộn. Rồi lên liền cho em mà A7 dùng cho em nè mấy chị nè. Lên liền cho em mà A7 nha. 49 ngàn em xả con sơ mi này. A6 Thanh Thanh. Lấy con sơ mi này mang nè mấy chị. Đẹp lắm luôn. Không nói dấp luôn này. Đặt trên 100 ngàn rồi xả cho mấy chị giá này nè. 49 ngàn dùng cho hả? A7 lên cho em 49 ngàn ạ. Trời ơi cái tết này. Này mấy chị, hàng nó nét như thế này nè mấy chị ơi. Em bao mấy chị bán sốt luôn nha. Ui cái này giờ cả nhiêu. A7 49 ngàn cho em mấy chị ơi. A7 Trần Vân.
Rồi lên liền cho em ạ, A8 dùm cho em. Trời ơi em xả bao nhiêu. A7 không Phạm? Cầu vai nè mấy chị. Cầu vai cho mình ha, nhìn tay dùm cho em nè. A7 Trần Vân có rồi ạ. Rồi lên liền em ạ, A8 79 7 cho Nguyễn Hiệp. Rồi lên liền cho em ạ, A8 60kg đổ lại. Ok 79 ngàn. A7 Thảo Na. Ôi mấy chị nhìn hàng nè. Từ 129 ngàn. Giờ xả cho mấy chị 79 ngàn ha mấy không? À. A8 dùm cho em 79 ngàn dùm cho em. Lên liền giúp em mã 879 ngàn bộ đen ạ. Lên liền cho em mã A8 cho mấy chịu nha. A879 ngàn bây giờ A749 em hết rồi. A8 cho Huyền Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã xếp này nha mấy chịu nha. A10 dùng cho em 59 ngàn. 29 cái lộn không? Giảm 20 ngàn là giảm 20 ngàn gì vậy Trâm ơi. Rồi lên liền cho em mã A8 cho Nguyễn Thu Dung. Rồi lên liền cho em mã này nha mấy chịu nha. Cái liền cho em mã này là mã A9 anh Đào Trần. A9 dùng cho Hải nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã A9 này mấy chị 59 ngàn. Sai M1. Trời ơi không lẽ giờ này mấy chị 59 ngàn. Tin được không? Lên liền cho em mã dùng cho em. A10 dùng cho em 59 ngàn. Sai M dùng cho em. A10 59 ngàn cho Thúy Kiều. Rồi lên liền cho em mã này nha. A10 là chính gì cũng được mấy chị ha. A10 năm chín ngày cho Trang Na. Rồi lên liền cho em mã A11 dùm cho em xả mấy chị con này 79 ngàn. Đầm maxi nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã A11 dùm cho em. A11 nha mấy chị nha. Xả luôn mấy chị con này 79 ngàn. 129 ngàn nha mấy chị nha. Dán đầm maxi 60kg đổ lại men ok. Lên liền cho em mã A11 dùm cho em. Xả luôn nha mấy chị ạ. 79 ngàn. Lên liền cho em mã A11 79 ngàn dùm cho anh. A11 79 ngàn lên giúp em là 1 cam gà đó. Có được có 3 con mấy chị, 3-4 con thôi nha. Giờ lấy gì chốt về dùng cho hả? Đẹp chưa? Rồi, A11 lên giúp em mấy chị ơi. A11 nha mấy chị nha. A11 đầm maxi đó, xinh lắm luôn đó mấy chị, màu cũng đẹp nữa. Rồi lên liền cho em mã nha mấy chị nha. A12 dùng cho em nè. A11 79 ngàn cho Huyền Ngọc. Rồi lên liền cho em mà A12 85 ngàn. Lên liền cho em mà A12 85 ngàn. A11 Tân Thanh. Cái này là cái quần mấy chị. Nhìn nó y như cái chân quái gì đó. Mặc lên xinh lắm. Chị nào mông to kìa. Chị nào mà đùi to mua mấy cái xếp như thế này mang nè. Cái quần của nó như cái chân quái gì đó mấy chị. Xinh lắm. Lên okay, liền cho em. Cái liền cho em mã này là mã A mấy hả? A12 85 ngàn cho em. A11 cho Rina Hân. Lên liền em mã nha mấy chị nha. A12 cho Nghi Hạnh. A12 lên cho em 85 ngàn ạ. Bạc dạ được chị ơi. Được nha. A11 79 ngàn cho Phương Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã A13 dùng cho em xả mấy chị xét này 69 ngàn. Lên liền cho em mã A13 69 ngàn luôn. Xét này em xả 69 ngàn em thề mấy chị luôn. Em lỗ 50 ngàn á. Không nói dốc mấy chị luôn á. Nha. Lên liền cho em mã dùng cho hải. Lên liền cho em mã dùng cho em. A mấy không? A12 85 cho chị Loan Hình. Xải mấy chị giá là 69 ngàn. Cho chị cái xếp nhà đó luôn. Cái xếp nhà này. A12 85 ngàn cho Nguyễn Thị Thương. Rồi lên liền cho em mã xếp này nha mấy chị nha. Xếp này là hàng được trước em nhập vô hàng 129 ngàn. A13 69 ngàn cho chị Anh Đào Trần. Rồi lên liền cho em mã A14 89 ngàn. A13 69 ngàn cho chị Hương Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã A14 89 ngàn dùng cho em. A14 nha mấy chị nha. Xả mấy chị 89 ngàn luôn. 89 ngàn một cái xếp này nha mấy chị nha. Hàng này A13 chị Hồng Đầu TT. Con này là hàng to bao nha mấy chị nha. Đây, tặng luôn cho mấy chị luôn 89 ngàn, A14, form này 60kg đổ lại men ok dùng cho em. Mấy chị nhìn cái cạp quần này, mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em, A14 dùng cho em, 89 ngàn. Lên cho em A14, 89 ngàn chưa? A14 cho em mấy chị lên đúng mã mấy chị ạ, 89 ngàn. Ừ, từ từ em, tiếp đây. A14, 89 ngàn cho An Phạm 2 bộ. Thì chị Lai hết công suất luôn ấy. Em trừ cọc rồi nha chị ơi. À, là trừ cọc luôn phải không em? Không chị, đúng rồi trừ cọc rồi chị ơi. Rồi lên liền cho em. Ôi, bạn nào chuẩn bị bàn phím chị đi. Chị An Phạm ơi, chị lấy A14, A13 chị ơi. Em thấy chị lên A14 chứ A13 lên, lên nhầm đó chị ơi. Chị lên đúng mảnh với em á. A14 là bộ màu xanh ạ. À. Cho chị luôn cái cục linh vàng. A13 mới là bộ màu vàng mới chị nhỉ? Không, cục linh vàng. A14, 89 ngàn cho Ngọc Châu. Có cái áo gì? Đó, dưới cục linh vàng.
Rồi lên liền cho em mã A15. Nghe giá nghe. Tặng mấy chị con này với giá là 79.000 size M, lên liền cho em mã dùng cho em. Con này chuẩn hàng lò 1 luôn mấy chị nha, mấy chịu nha. Lên liền cho em mã mấy anh? A15 dùng cho Hải với giá là 79.000. Lên nhanh dùng cho em. Số cái chị An Phạm hai bộ A14 á, ra hết rồi chị ơi. Siêu đẹp luôn. Lên nhanh nha mấy tình yêu nha. Nè. Nút của nó nè mấy chị. Hàng lò 1 đó mấy chế ơi. A15 lên giúp em 79.000 à. Lên là dùng cho em mã dùng cho em. A15 79.000. Mấy chị nhìn cái vải. A15 79.000 cho Ngọc luôn. Lên là dùng cho em mã dùng cho em. A15. A15 79.000 lên giúp em cho Thi Hoàng, cho Diễm Phúc hết A15 à. Chị gắn chị cho lên tương tác lên giúp em mấy chị ạ. Rồi cái này, cái set này là của hàng Linh này mấy chị, hàng LNG dùng cho em. Rồi set này em xả nhanh cho mấy chị luôn, thì 79.000 luôn. Lên liền cho em mã này là mã A16 đúng không luôn. Lên liền cho em mã A16 nha mấy chị nha. Xả tặng mấy chị luôn cái quần này, cái nguyên cái set này 79.000 luôn nè. Nha mấy chị nha, đây mấy chị. Hàng LNG dùng cho em nè. Nha mấy chị nha, mấy cái hàng này hãy like trên 140 nha. Những bộ dài này kia là hãy like 180, 190 ha. Rồi hãy xả luôn nha mấy chị luôn với giá là 79.000. Lên liền cho em mã A16 dùng cho em. A16 79.000. Lên liền cho em mã A16 79.000. A16 My Hà. Chị nào có đơn mấy chị cố gắng chọn đủ đơn trên 100.000 để thứ năm em đi đơn luôn mấy chị hả. A16 lên cho em 79.000 chưa. Rồi lên liền A16 cho Ngọc Ánh hay xét Ngọc Ánh cộng lại chưa. Cọc đi chưa cọc. Chị Ngọc Ánh ơi cọc lại giúp em rồi chọn chị nha. Chị nào bé nó chưa cọc nữa chị cọc lại giúp em chưa. Rồi lên liền cho em mà A17 dùng cho em. Xả mấy chị cái xét này 89.000. Lên liền cho em mà A17 89.000 cái xét một con chân vái này. Kèm cho mình cái quần này mấy chị. À quên, một con chân vái kèm con áo nha mấy chị nha. Xả mấy chị xét này 89.000. Lên liền cho em mã A17 89.000. 3 xét. A17 xếp màu đen 89.000 lên giúp em ạ. Rồi áo này xả luôn nha mấy chị nha. Áo này em là như là 109.000 nè. Em xả luôn mấy chị cái áo này luôn ha. Lên liền cho em mã A18 nè mấy chị nè. A18 nha, xả mấy chị con áo này 79.000. Chưa có cái gì mà tôi chịu ơi. 79.000 nha mấy triệu nha. Lên liền cho em mã A18 dùm cho Hải. Cứ dùm cho em mã A18 79.000. Đây nè. Cái áo này Hải La là hàng 109.000 á. Bây giờ Hải xả mấy chị luôn 79.000. Con này là hàng len nha, chứ không phải là hàng thun nhái lại nha mấy triệu nha. Lưu ý dùm cho em ha, nhìn cái cổ nó nè. Nha mấy triệu nha. Xịn lắm luôn, hàng len này mặc sướng lắm mấy chị. Nha mấy triệu nha. A18 cho lên 100. Chốt đi dùm cho em. A18 79.000. Lên liền mã A18 lên xanh 79.000 cho em ạ. Rồi em xả mấy chị con. A16 với em hết rồi. A18 79.000 với em mấy chị ạ. Tuy Hằng Nguyễn 90. Là có đơn mấy chị gắn chọn đủ đơn trên 100.000 cho em mà được thứ năm em đi đơn. Ôi mấy chị ơi, xả mấy chị 49.000. Chị Hồ Thu Diệu ơi, chưa được chị nha, em bán chưa được chị thứ năm cái đó với em chị nha. Rồi lên liền cho em mã này là mã A mấy nha. 19. A19 dùng cho em, xả mấy chị 49.000 luôn. Size 18 mấy chị, size S nhưng mà hàng to bao nó thôn mấy chị 50kg mang ok dùng cho em. Trời ơi, chân váy này Nguyễn có rồi ạ. Chân váy này bạn đi mua của hết rồi, bạn mua hàng 250 một cái đó. 250 một cái nha, 49.000. Lên liền cho em mã dùng cho em. Cái liền cho em mã này là mã A19 dùng cho Hải. A19 nha mấy chịu nha, 49.000 lên lẹ cái quần này nè. Nha mấy chịu nha. VIP luôn đó mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em. Cái liền cho em mã A19 nha mấy chị nha, 49.000. Đó 19 49.000 lên cho em. Lên liền cho em mã A19 nha mấy chị nha, 49.000. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã này nha mấy chị nha. Con áo phong. Lên liền cho em A19 49.000 cho Minh Trang. Cái đó là quần mấy chị, không phải là chân váy nha. Quần A18 79.000 cho Yến An. Rồi lên liền cho em mã A20, xả con áo này 69.000. Lên liền cho em mã A20 áo polo nha mấy chị. A19 49.000 cho Nguyễn Hiền. A19 49.000 cho Nguyễn Xuân Quỳnh. Đây cái quần này mà ít bữa mặc mấy con áo liền. Minh Trang bỏ ra đi. A19 49.000 cho Quả Hiền My. Mấy chị mặc mấy cái áo len sau mang giày bốt cao cũng đẹp lắm luôn á. A19 49.000 cho Thính mới mã kèm số điện thoại cho em ha. Rồi lên liền cho em mã A20 69.000. Chúc Nguyễn Anh. Lên liền cho em mà A20 69.000 một con áo có A19 Hậu Nguyễn. Ủa polo dùm cho em 69.000. Mấy con này hàng to bao.
39 49 nghìn cho chị ạ. Nguyễn Xuân Quỳnh có rồi, Nguyễn Ánh có rồi nhá. Hoa quả Hiền Mỹ có rồi ạ. Ok, Ngọc Ánh em nhận được 1 triệu rồi chị nhá. Nên là dùng cho em A20 đi mấy chị ơi, 69 ngàn dùng cho hả? 20, 69 ngàn thôi chứ em, 39, 49 ngàn cho Phương Nguyễn. 39, 49 ngàn em còn vài con, giờ lấy cái liền giúp em ạ. 20, 69 ngàn cho Nguyễn Thị Thân Lâm. Nên là dùng em A20, 69 ngàn áo có cổ nha mấy chị nha. Nguyễn Thị Thân Lâm ơi. Nguyễn Thị Thân Lâm này cái lái này chở. Là ai? Nguyễn Thị Thanh Lâm ơi, chọn thêm thì chọc cho em 200 tài khoản đi rồi chốt tiếp chị nhá. Nếu mà nhiều rồi chị ạ. 20 69 ngàn cho em mới chị ạ. 29 49 ngàn cho Lê My. Rồi lên liền em ạ. 21 85 ngàn. Quần của nó y như cái chân vái này mấy chị ạ. 29 49 ngàn cho Mỹ Duyên Nguyễn. Rồi lên liền cho em ạ. 21 85 ngàn. Form 60 kg mang ok. Cái bộ này đẹp. 29 49 ngàn chu ngân. Ok chị Ngọc Ánh em nhận được rồi chị ơi. Cái này về mạng cái tờ chất vả đi, phải hàng nữa like hàng 120 đi không nha. Tặng luôn nha mấy chị luôn, 85 ngàn. Lên liền cho em ạ, 21 85 ngàn. 20 69 ngàn cho Lê Trâm. Lên liền cho em ạ, 21 85 ngàn, có 5 con thôi mấy chị, 4 con thôi. 20 69 ngàn cho Hương Lê 437. Lên liền cho em ạ, 21 85 ngàn. 20 cho Thảo Na. Giờ lấy 21 thôi mà, 21 85 ngàn giúp em ạ. Lên liền cho em ạ. Có thứ năm anh em mới gọi chốt được chị Nguyễn Thị Lâm á, còn đơn hàng mình nhiều rồi chị em báo cọc đó chị ạ. Lên liền cho em ạ, 21 85 ngàn, bộ màu đen. 21 cho Lê Trâm. Ui, tiếc lắm mấy chị ơi. 21 cho em 85 ngàn ạ, 20 69 ngàn Trương Lê. Xả lỗ này mấy chị, 89 ngàn, lên liền cho em ạ, 22. Lên liền cho em ạ, 22, 85, 89 ngàn. 21 cho Phương Nguyễn, 916. Nè, có lót bên trong cho mình nè, một con áo gấu nè mấy chị. Kèm cho mình một con quần nè, 60kg mang ok, em tạm chị 89 ngàn. Lên liền cho em mà A22 dùm cho em, 89 ngàn. Giờ này chỉ có chốt đó chị ạ. Đang đi được mấy chị ơi, đi được nha mấy chị ơi nha. 21 85 ngàn cho Chu Ngân. Lên liền cho em mà A22 có 3 xét xả lỗ. Lên liền cho em mãi cho mấy chị ơi nha. Chị cầu cho em coi cái quần cho mấy chị ít quần lên. Hoa bao nhiêu? 289 ngàn. 22 cho An Phạm. 22 bộ gấu xanh 89 ngàn lên giúp em cho thầy Vô Nguyễn Ngọc. Rồi lên liền cho em ạ, 23 49 ngàn, 50kg đổ lại. 20 Chương Lê có rồi ạ, 289 ngàn cho Kim Tuyết. Rồi lên liền cho em ạ nha mấy chị nha, xả mấy chị luôn. 23 xả mấy chị 49 ngàn cái quần này nè. Cái xanh đi cầu siêu rẻ luôn mấy chị. Đó liền cho em mã dùng cho em. Chốt liền cho em mã A23 dùng cho ai. A23 nha, 49 ngàn quần sọt hàng cao bao nè. Nghe mấy chịu nha, size 50kg đổi lại mang ok dùng cho ai. Đó liền cho em mã dùng cho em. 21 85 ngàn lúc nãy chia lên 690. Đó liền cho em mã A23 dùng cho em, 49 ngàn mua con quần sọt này mang mấy chị nè. Hàng đẹp lắm luôn á, 5 con duy nhất nè, giờ lấy thì chốt liền cho này. 23 lên cho em 49 ngàn ạ. 23 Thu Hiền. Lên liền cho em mã nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã 23 cho chị Hương Lê. Em xả mấy chị set này 85 ngàn luôn. Lên liền cho em mã 24 85 ngàn. Này cái set này là cái set chữ G mấy chị kìa. Cái set chữ G. Hai ba thanh sò bao 49 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 24 dùm cho hả. A24 85 ngàn, phôm 60kg đổ lại mang ok. Hai ba cho Phương Nguyễn 134. Anh chị lấy cái chữ gò này mang nè. Một quý nó mới mã kèm sớm tự cho em. Lên liền cho em mã A24 dùm cho em, 85 ngàn. Bộ đen mã A24 lên cho em 85 ngàn cho chị Hoàng Thanh Thủy. Đơn này thứ năm em mới gọi chút đơn quá chị ha. Rồi lên liền cho em mà A25 dùng cho em nè, 85 ngàn. Cái set này đẹp lắm mấy chị ơi. A4 cho Nguyễn Thị Thanh Na. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Ghi liền cho em. Ui đẹp chưa. Mấy chị mặc vô mấy chị đừng nói 85 ngàn không ai tin luôn. A4 Thạch Thảo.
Ai bốn cho bà Hồng Lư. Rồi lên liền cho em mà ăn 25 85 ngàn dùm cho em 60 kg đổ lại men. Ai bốn cho Trần Mỹ Lệ. Hết 24 mà 25 giúp em. 85 ngàn mấy chị ơi, quá trời rẻ luôn. Ai bốn em hết lên mà 25. Cho em mà ăn 25 85 ngàn dùm cho hả? 25 bộ màu hồng mấy chị không? Ta liền cho em mã nha mấy chị yêu nha. Lên cho em mã 25 85 ngàn đi ạ. Ta liền cho em mã 25. 25 cho Hương Nguyễn. 25 lên cho em cho cổ con lá. Nè, đây mấy chị ơi. 25 cho trà bé. Rồi lên liền cho em mã 26 69 ngàn. 25 cho Chi Linh. Con vái này cái tay của nó mấy chị mặc lên nó đẹp lắm mấy chị. 25 cho ba Ly Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em phôn dài nha mấy chị nha. A 26 69 ngàn. Lên liền cho em mã A 26 dùm cho em 69 ngàn dùm cho hãy. Vải của nó này mấy chị có lót bên trong cho mình luôn nè. Lót bên trong nha hàng này nha mấy chị ơi. Lên liền cho em mã dùm cho em 25 85 ngàn cho Hồ Nguyễn. Hết 25. Lên liền cho em mã A 26 dùm cho em với giá là 69 ngàn. Vải này đẹp lắm mấy chị. Bầu bí mang ok la luôn nha. Xinh lắm, vải rất là 25 em luôn. Hết rồi. Vải xịn lắm mấy chị. Lên liền cho em mã A 26 dùm cho em mấy con. 26 lên cho em 69 ngàn. Còn nhớ mình có rút con yếm này rồi. 25 85 ngàn em hết rồi mấy chị ạ. Còn em sẽ lên cho mình một con yếm. Hôm qua như em có lai áo màu đen. Ok, trên trên nha. Bên em dù đón thứ 5 rồi mấy chị nhá. Kèm cho mình một con này. 26 69 ngàn cho chị Diệp Thanh. Rồi lên liền cho em mã yếm 79 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã A 28 79 ngàn nè. Mấy chị có được một con áo này mấy chị. Con áo siêu đẹp luôn. Kèm cho mình một con yếm dáng ôm nha. Dáng body á. Dạng như yếm body á mấy chị nha mấy chị. 26 Đặng Thiện Mai. Nguyên set luôn. Em xả mấy chị 79 ngàn. Lên liền cho em mã A 27. Lên liền cho em mã A 27 nha. 79 ngàn một con yếm. Xinh lắm mấy chị. Nhưng mấy chịu nha. Giờ lấy thì chốt liền cho hả. Ôi 69 ngàn cho Vy Hân Na. Chốt liền cho em mã A 27 dùng cho em 79 ngàn. Con này là hàng em nhập A 27 lên giúp em 79 ngàn. 130 ngàn. Em xả mấy chị 79 ngàn. Ôi vậy gì Thanh. Lên liền cho em. Chơi liền mã 27 79 ngàn giúp em mấy chị ơi. Em toàn mấy bộ thu 27 với An Phạm. Toàn mấy bộ thu hàng này không nè. Rồi xả mấy chị xếp này 89 ngàn. Lên liền cho em mã A 28. Lên liền cho em mã A 28. Cảm ơn gì chốt mã kèm số điện thoại lên cho em mấy chị hả. Rồi lên liền cho em mã A 28 89 ngàn. Cái áo này nó có cầu vai cho mình nè. Và cái hàng này nha là em bao mấy bạn bán shop luôn. Mấy bạn nào đi bán shop, mấy bạn đi lấy hàng sỉ, mấy bạn sẽ biết nha mấy triệu nha. Hàng này giá bao nhiêu, giá cao như thế nào nha mấy triệu nha. Lên liền cho em mã dùm cho em A 28. Em xả mấy chị với giá là 89 ngàn. Em bán lỗ thật sự luôn. 26, 76, 9 ngàn cho Mùi Nhung. Rồi tiếp một set này nữa nha mấy chị. 28, 89 ngàn lên giúp em cho chị gì Thanh. Gì Thanh ơi, mã nào cũng chọn thì cậu với em 200 mà thì khoảng đi rồi chốt tiếp chứ chị ơi. Chọn chị nào mà chọn sỉ thì báo liền giúp em á. Rồi lên liền cho em mà A 29 dùng cho em 79 ngàn. Rồi set này mua về mà kiểu giống như là mặt mà tập này kia là đúng sướng cái quần của nó này mấy chị. Thế này em bán màu đen nhiều. 28 với Nguyễn Thị Phương Chi. Mấy chị nhìn hàng này. Nhìn cái bên hông của nó này. Nha mấy chị nha, đẹp lắm. 60kg đổ lại men ok A mấy không? A 29 dùng cho em. Lên liền cho em A 29 79 ngàn. Lên liền cho em A 29 79 ngàn dùng cho em. Để em xíu con bé ra mà kiểu đây. A 29 lên cho em 79 ngàn ạ. Rồi lên liền cho em mà A30 39 ngàn áo phong. Này mặc quần ngố. Lên liền cho em mà A30 dùng cho ai. A 29 cho chị Phương. Ở chị Sam Nguyễn. Rồi lên liền cho em mà A30 dùng cho em nè mấy chị. Em xả luôn mấy chị con này 39 ngàn một con áo phong A30. Mấy chị ơi mấy cái hàng thun này nó dễ may lắm. Ai 979 ngàn, ai 8 em hết rồi. Hàng thun nó dễ mang lắm mấy chị ơi. Bao nhiêu ký mấy chị may, mấy chị tầm khoảng 60kg đổ lại. Ai 9 cho Nguyễn Thị Thương. Lên liền cho em mã A30 dùng cho em 39 ngàn. Em lên một con áo rinh để cho mấy chị chốt về. Em xả mấy chị con áo rinh này đẹp nè.
Ê, chín bị chín ai tám em hết rồi mấy chị ơi. Ôi, bây giờ sao chứ? Anh mua lên cho em 69 ngàn cho Sam Nguyễn. À, mưa em còn một con giờ lấy cho liền nhiêu em ạ? Rồi, cái áo linh này là cái hàng 28 em hết rồi mấy chị ơi. Hàng em like là 139 ngàn lúc đầu mùa mấy chị, nha mấy chịu nha. Bây giờ em sẽ xả cho mấy chị với giá là 119 ngàn. Lên liền cho em mặt A31. Và hàng này là hàng được trước là em về là hàng 139 ngàn ha. Bây giờ em sẽ xả cho mấy chị với giá là 119 ngàn. Chiều lấy thì chốt liền cho em mặt A31. Em xả giá này là lỗ sắp mặt luôn. A279 ngàn cho Nguyễn Nhật Kim Thu. Sắp mặt luôn nha mấy chị nha. Tại vì một sản phẩm hãy chỉ lãi đúng được 5 ngàn, 10 ngàn thôi. Mà bây giờ hãy nhập được, hãy bán từ giá 139 mà hãy xả 119 ngàn. Các bạn biết cũng hãy lỗ bao nhiêu rồi ha. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho hãy. Ghi liền cho em mà A31 dùng cho em, áo rinh dùng cho em nè. Đẹp lắm mấy chị ơi, cái vải của nó siêu dày luôn nha mấy chị nha. Không phải là hàng mỏng tay mỏng tép đâu mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em rinh hoặc là A31 dùng cho em 119 ngàn. Mấy chị lấy con này đi. Đẹp lắm luôn đó mấy chị. Hãy được áo rinh mà A31 cho em 119 ngàn. Lên liền cho em mã A31 dùng cho hãy 119 ngàn dùng cho hãy. Lên liền cho em mã nha mấy chị nha. A31 119 ngàn. Áo rinh 119 cho Caroline Vương. A31 lên cho em 119 ngàn không? 119 ngàn, lên liền cho em mã A31 dùm cho ai. Rồi lên liền cho em mã A32 dùm cho em 89 ngàn, xếp theo dùm cho em nè. Lên liền cho em mã nha mấy chịu nha. A32 dùm cho em với giá là 89 ngàn. Lên liền cho em mã A32 nha mấy chịu nha. Đây là theo nè. Theo nha mấy chịu nha. Chiều lấy thì chốt liền cho em mã A32 với giá là 89 ngàn. Hôn cho mấy chị nào 60 ngàn. A31 chị Trinh Nguyễn. Lên liền cho em mã A32 89 ngàn dùng cho em. 3 set này. Một cái này là lấy này. A32 lấy cho em 89 ngàn cho Trần Mỹ Lệ. Trời ơi, xin cho mấy chị ơi, 69 ngàn. A32 lấy cho em 89 ngàn ạ. Ui, con muốn mấy chị ơi. Cho Trần thì không Trần. Lên liền cho em mã A33 dùng cho em mấy. 33 dùng cho em. 32 89 ngàn cho Thương Trần. 33 69 ngàn luôn. Lên liền lên mã kèm giá tiền với em luôn mấy chị nhá. A33 em xả mấy chị 69 ngàn con quái này luôn. Xinh lắm mấy chị. Hàng TS này nè. Lên liền cho Hải mã A33. A33 69 ngàn quái siêu siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Túi zip nè. Thì không mấy chị ơi, cái này bạn nào mua về á, kiểu giống như là kiểu như là đăng thanh lý này kia nhiều lúc cũng có lãi luôn á nha. A33 69 ngàn vô em. Chị Ly Ngân. Ly Ly Ngân ngon ơi, có nghĩa là chị lấy mã A31 là A28 ạ. À, bây giờ chỉ còn A31 thôi mấy chị ạ. 119 ngàn là Âu Trinh ạ. A33 Trần Thị Hồng Trần. A33 Trung Âm. Rồi con này em có được 2 con áo dày tay. A33 69 ngàn cho chị Ngọc Ánh. Rồi lên liền cho em mã A34. À, cho Ngọc Linh. Rồi lên liền cho em mã A34 nha mấy chịu nha. Xả mấy chị con này với giá là 79 ngàn. Lên liền cho em mã A34 79 ngàn dùm cho. A33 69 ngàn cho Thí Kiều Bùi. Rồi lên liền cho em mã A34 dùm cho Hải nha. Xả mấy chị con này 79 ngàn. Có duy nhất được có 3 con thôi. Hãy có 3 con nha. Lên liền cho em mã dùm cho. A34 dùm cho em 79 ngàn dùm cho. 3 con này. Dạ hết rồi chị Liên 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 Ngân nha. Đây chị nào hỏi dùm đây mấy chịu nha. A34 áo trắng 79 ngàn lên giúp em cho Nguyễn Thanh Hằng. A34 cho Minh Thương. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Nhưng mà con này chỉ có size S thôi mấy chị. Hãy xả mấy chị 69 ngàn dùm dùm cho em nè. Dùm này em có màu kem với lại màu hồng. Chị nào lấy thì chốt liền cho em mã A35 kèm màu dùm cho em. A35 kèm màu 69 ngàn kèm màu dùm cho em dùm nha mấy chịu nha. Lớp bên trong cho mình nè chứ không phải là hàng mỏng nha mấy chịu nha. Vải của nó nè. Vải này đẹp lắm. Lên liền cho em mã A35 dùm dùm cho em kèm màu. Em có màu hồng và em có màu kem. Chị nào ưng lấy màu gì của mình màu đó. 69 ngàn thôi mấy chị. Có mấy con thôi nè. 3-4 con gì nè. Giờ lấy thì chốt liền cho hả. Ghi liền cho em mã nha mấy chịu nha. A35 kèm màu lên giúp em kem và hồng 69 ngàn ạ. Rồi quần đây mấy chị ơi, quần này 59 ngàn nè. A35 kèm màu dùm mấy chị ạ, dùm kèm màu cho em. Đây mấy chị ơi, quần ống suông 59 ngàn nè. Cái này chị nào mà xem TikTok là sẽ biết nè.
nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Cái liền cho em mã này là mã quần 59.000, quần ống sung nha. Cái này vô mùa bạn mặc phối đồ rất là dễ luôn á, siêu dễ luôn. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã quần ống sung 59.000. Quần sung 59.000, chị nào nhắn tin hỏi hai quần này mà hãy báo hết nè. Chị nào lấy thì chốt liền cho em mã quần dùng cho em 59.000. Mình xem mình chống tương tác người chia sẻ like lên giúp em. Lên liền cho em mã quần sung 59.000. Quần Nguyễn Lê Phạm Ngân, quần Lê liền cho em mã quần 59.000. Chị nào nhắn tin hỏi mãi báo hết thì lấy lại cái quần đó đi mấy chị. Quần lên giúp em 59.000 dịu hiền, quần cho Mai Nguyễn. Còn lên liền cho em mã áo dùng cho em. Quần Nguyễn Lê Phạm Ngân có rồi ạ. Chị lấy cái liền mã quần 59.000 giúp em dịu hiền có rồi ạ. Còn lên liền cho em mã áo 79.000 dùng cho em. Áo crop top dùng cho em ha. Này mấy chị nè. Quần xuân 59.000 em còn 2 con, bây giờ chờ lại cái liền cho em. Nhìn cái áo của nó. Chị Hương Emily. Đây nha mấy chịu nha. Dán crop top nha mấy chịu quần nha. Quần cho Trương Lê. Xin lắm nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã áo dùng cho em, áo body dùng cho em 79.000, hàng tao bao. Tao bao nha, giờ lấy chốt liền cho em. Ghi liền cho em mã áo dùng cho em 79.000 mấy chị ơi. Lên liền áo body 79.000 giúp em ạ. Cho chị cục đó đi. Đây mấy chị ơi, cái sốt này nữa. Áo body 79.000 lên giúp em cho Huỳnh Trang. Rồi lên liền cho em mã caro 79.000. Chốt liền cho em mã caro 79.000 dùng cho em. Xét caro. Áo 79.000 cho Tuấn Nguyễn. 119.000. 119.000 ha. Xả luôn cho mấy chị luôn với giá là 79.000. Lên liền cho em mã caro 79.000 dùng cho em. Xét caro 79.000. Siêu giá luôn mấy chị ơi, đẹp lắm. Caro dùng cho em ha. Lên liền em mã set caro dùng cho em. 79.000, form 60kg đổ lại. Set caro 79.000 cho form Loan. Quần xuân 59.000 em hết rồi. Đây này mấy chị, quần xuân rinh này lúc tối em lo em còn được mấy cái này em chốt chị nào lấy thì chốt luôn rồi mấy chị. Cái thứ năm này đó là thành phố Hồ Chí Minh em đi được rồi mấy chị hả? Màu đen mà em có. Áo 79.000 em đây cho Đài Nguyễn. Màu đen là em có SL. SL nha. 149.000. Quần này là dáng dài như thế này nè mấy chị. Dài như thế này nha, chứ không phải là quần dạng ngắn đâu. Sắc caro 79.000 cho Trần Vân. Các chị mua mấy cái quần này toàn áo 79 Đàn Nguyễn có rồi ạ. 450.000 không á. 149.000, em còn size S với size L. Chị nào ưng lấy thì chốt đi dùng cho em. Đi dùng cho em mã quần 149 kèm size S và L. 149.000 kèm size SL nha. Còn có 2 con cuối cùng luôn đó mấy chị. Hết sạch quần okay, này luôn. Trần Trang, được thứ năm này em chốt đi luôn cho chị ạ. Chắc đẹp lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em size L nha mấy chịu nha. Cái liền cho em mã quần dùng cho em 149.000 kèm size SL dùng cho em. Quần này 149 chứ không phải 49 mấy chị ạ. 149.000 không phải 49.000 nha mấy chịu nha. Quần 149 kèm size S và L giúp em. Quần CL 149.000 cho anh Đào Trần. Một cái này thôi, em hai mã đúng không? Quần khác nhau là một mã mã thì hết quần... rồi. Quần. Ok, Trần Trang. Quần đen em chỉ còn size S thôi ạ. Rồi quần đen 149 size S cho Thảo Na. Rồi 149.000 màu xanh dùng cho em còn size S với size M. Lên liền cho em mã xanh kèm size S M dùng cho em. Quần này đẹp lắm mấy chị ơi, Hải là Hải thường mặc toàn mấy quần này không mà. Nha mấy chịu nha. Hãy không thích mặc quần trên đâu, nhưng mới chịu nha. Cái này mấy bạn mang về thể thao độn này, hay là mấy bạn mang mấy đôi về thể thao bạn mặc lên nó rất là hách chân luôn á, nhưng mới chịu nha. Con này là dài qua mắt cá luôn nha, chứ không phải là trên mắt cá nha mới chịu nha. Mặc siêu siêu đẹp luôn. Chị nào lấy thì chốt liền cho em mã xanh dùng cho em. Xanh là em còn size S với size M nha, 149.000. Lên liền cho em mã xanh kèm size dùm em, size S với size M chỉ có 149.000, thật sự rất là rẻ nha. Một cái quần rinh mà 149.000. Lên liền cho em mã dùng xanh em. Kèm size SM lên cho em 149.000. Rồi áo này em có 2 con nè mấy chị. Xanh kèm size SM lên cho em mấy chị. Rồi Thảo Nga ơi, dỡ cái địa chỉ mới, chị mới vừa anh bốt đúng không ạ? Chị mới vừa cho rồi, cho lên chị. Rồi con này em có 2 con nha mấy xanh chị. Xanh xé cho Hiền Đặng. Con này em có 2 con duy nhất là mấy chị. 2 con thì xanh xe M cho Nguyễn Thủy. Em tặng mấy chị con này với giá là 69.000. Lên liền cho em mã áo sọc 69.000. Xanh bên chỉ còn xe S thôi. Áo sọc 69.000 dùm cho em. Lên liền em mã sọc 69.000. Lên liền cho em mã áo sọc 69.000 dùm cho em. Sọc 69.000 có 2 con thôi nha. Chờ lấy chút liền em mã áo sọc 69.000 dùm cho em.
sọc 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 mấy chị ơi, 69.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã sọc 69.000. Sọc 69.000 lên giúp em ạ. Cái mã này là cái mã mà em hình mấy chị hỏi em nhiều nhất luôn ấy, cái mã mà đầm mà em có đăng ở trong trong cái hình đó mấy chị đây này. Ôi cái váy này đẹp lắm, em xả mấy chị 79.000. Lên liền cho em mã đầm hồng 79.000. Đẹp lắm mấy chị ơi. Nè. Cái váy này mặc lên xinh lắm, em có đăng up hình ở cho mấy chị á. Nó mấy chị nè. Con này nó ôm người lắm mấy chị yêu nha, chứ không phải là cái hàng thường đâu, hàng titan này váy của nó lên xinh lắm. Con titan này đa số của nó là hàng kiểu giống như là nó lấy mẫu của hàng Zara mấy chị, lên form hàng đẹp lắm. Lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã đầm hồng 79.000. Thì có người xem vừa chấm tương tác thì sao vậy? SM mang ok luôn, SML mang ok nha mấy chị yêu nha. Chờ lấy thì chốt liền cho em mã đầm hồng dùm cho. Lên liền cho em mã đầm hồng 79.000 dùm cho em, có 4 5 con này mấy chị. Đầm hồng 79.000 cho em. Mã đầm hồng 79.000, xinh lắm mấy chị ơi, siêu đẹp luôn. Đầm hồng 79.000 cho Ngọc Ánh. Lên mã đầm hồng 79.000 giúp em ạ. Rồi chốt liền cho em mã đầm lụa dùm cho em nè, 59.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã đầm lụa 59.000, đầm lụa nha, 59.000 dùm cho Hải. Lụa 59.000 chị lấy chốt liền em mã lụa 59.000 dùm cho em nè. Đây, váy lụa nha, mua về mặc ngủ mấy chị ơi. 59.000. Nè, vải này mấy chị, mướt mờ luôn. Lên liền. Đầm hồng 79.000 cho Kiki Ngọc. Chị nào có đơn mấy chị cố gắng chọn đủ đơn cho 100.000 để thứ năm em đi đơn luôn mấy chị nhá. Em còn một mã lụa 59.000 cho chị ạ. Nghi Hạnh, lụa 59.000 cho chị Thúy Kiều. Đây em còn một mã quần nữa mấy chị ơi. Đây, tịnh sò luôn. Con này là hàng tao bao. Lụa 59.000 cho Trần Vân. Hết mã lụa. Rồi cái này em còn đủ một ri nha. À, size S, size M, size L. Lên liền cho em mã số 1 kèm size. Mã số 1 kèm size nha, SML dùng cho em. Chị nào mà lấy L thì chốt nhanh nha, tại vì ở đây nó còn dư được hai con L, một con S, một con M ha. Lên liền dùng cho em mã dùng cho em. Chốt là dùng cho em mã này là mã quần, mã số 1 kèm size dùng cho em. Mã 1 kèm size nha, kèm size SML dùng cho em, quần này mặc đẹp lắm mấy chế ơi. Siêu đẹp luôn, nó dài, mặc hết chân lắm. Lên liền dùng cho em mã dùng cho em, mã số 1 kèm size SML dùng cho em. Lên đi anh. Hết rồi. Lên liền em mã số 1 kèm size SML dùm cho hả? SML nha cả nhà nha. Số 1 kèm size SML lên giúp em mấy chị ạ. Bao nhiêu em? 149.000. Số 1 kèm size SML 149 mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã set này, dễ thương lắm luôn. Này là mấy chị mua là mấy chị được hồi cái quần luôn nha. Hồi một con quần ống suông siêu đẹp luôn. Trời ơi, xuất sắc. Vải đẹp lắm mấy chị. Con này cái số 1 CM cho Kim Dung 698149. Rồi lên liền em 79.000. Số 1 CL Trần Vân. Rồi lên liền em mã set kem 79.000 dùm cho em. Set kem 79.000, size S, size M, size L mang ok, 50% phía sau là chung. 50% phía sau là chung nha. Lên liền liền. 1 CL cho chị ạ. Reina Hồng. Nhìn, số 1 em còn một con xe S cuối cùng, vào lấy chút liền với em ạ. Lên liền em mã sách kem mấy chị, 79.000, đẹp quá. Cho em 79.000 cho Huy Trang Phạm. Lên liền em mã kem 79.000 dùm cho em. Lên liền mã sách kem 79.000 giúp em ạ. Lên liền em mã sách kem 79.000. Huy Trang Phạm ơi, tập đi rồi em chốt tiếp với chị nha. Kem 79.000. Kem cho Thúy Kiều. Rồi lên liền em mã xếp xanh cho Hà My 89.000. Lên liền em mã gấu xanh 89.000. Con gấu xanh này nhập 100 một cao, cao ngất luôn nè. Kem cho Tiền Cười. Rồi lên liền cho em mã xếp xanh dùm cho em. Xếp xanh nha. Kem Hân Trà. Xếp xanh này là 60kg mang ok. Mấy chị nhìn cái cặp quần nè. Đó. Mấy cái hàng mà mấy chị nhìn cái cặp như thế này nè. Nhưng mấy chị yêu nha. Chủ hàng Hot Girl bán 300-400.000 một xếp đó. Nha mấy chị yêu nha. Mà màu này ở ngoài nó xinh lắm luôn đó mấy chị, cực kỳ trắng da luôn ha. Lên liền cho em mã set xanh dùng cho em, 89.000 dùng cho em. Hai set duy nhất. Lấy cỡ luôn cái set kem của Thúy Vân Phượng vào đi. Để em chốt cho thuốc cho. Kem 79 cho chị Đài Nguyễn ha. Thúy Vân Phạm ơi, cộng cho em chút. Gì hả? Này quá à. Gì chỉ có hơi cái là quay ngại, quay nhỏ. Hồi xưa bà Phượng thì con có vuông hồn rồi tự vô chặt chữa. Lấy cái hút khóc. Hả? Chị ơi, bô màng rồi đừng có vô phá nữa mấy chị nha.
mình không tin tưởng, hoặc là mình mua hàng mình có tính bom hàng thôi mấy chị, đừng đi mua nha, tội mấy chị, em đang xả lỗ ấy nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã váy dùng cho em. Em mới thôi ạ. Lên liền cho em mã váy 79.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã váy 79.000. Đồng Nai đi rồi Lam Lam. 89.000. Cái này có quần rồi nè mấy chị, mấy con váy này mang đi phải nói là đẹp lắm, thật sự luôn. 79.000. Lên liền cho em mã váy xanh dùng cho em, 79.000 dùng cho em. Váy này đẹp lắm mấy chị, đẹp thì nghĩ sao mà 79.000 mấy chị. Xin xanh 89.000 cho chị Nguyễn Thị Thương. Mấy bạn về người ta chụp mẫu, người ta bán hàng 300 mấy, 350 một con này đó mấy chị. Lên liền cho em mã váy xanh dùng cho em. Váy xanh nha mấy chị nha, 89.000 dùng cho hải. Lên liền cho em mã set gấu, em xả luôn mấy chị, set này 89.000 luôn. Lên liền em mã gấu dùng cho em. Gấu nha mấy chị nha, gấu dùng cho em. Bữa nay mấy bạn bôm hàng, mấy bạn có đổi váy xanh 79 cho Ngọc. Các bạn đổi tên gì người ta cũng biết hết trơn mấy chị nha, mấy chị nha. Nên là mình đừng có bôm hàng, mấy chị bôm hàng váy xanh 79.000 lên giúp em cho cái tiên Ngọc. Mình khó đi mua đồ chỗ khác lắm mấy chị ơi nha, mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Bữa nay người ta còn có cái hệ thống mà ví dụ như bạn mua hàng người ta gửi Viettel đúng không, các bạn bôm hàng Viettel một đơn đúng không, người ta sẽ lưu hết danh sách. Ok trong chị dịu dịu nha, lưu hết trong cái danh sách của shop khác luôn. Tự nhiên mình đi mua hàng người ta đọc mình lên bom hàng nha mấy chị nha. Xong mình không biết là mình bom cái shop mình chưa bom shop này mà, nhưng mà bom shop khác nó cũng có nổi lên đó mấy chị nha, mấy chị nha. Lên liền cho em mã gấu dùng cho em, 89.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã gấu 89.000. Chị dịu vậy cho lấy cái set gấu nè, lấy cái gấu xanh lúc nãy à. Lên liền cho em mã gấu hồng dùng cho em ha, gấu hồng đi cho khỏi nhầm mấy chị. Gấu 89 nhân y hình. Rồi lên liền cho em mã set trắng dùng cho em, 79.000 dùng cho em nè. Lên liền em mã set trắng 79.000, y như cái set kem lúc nãy mà vài dài của nó. Dài lắm mấy chị ơi, không mỏng đâu. Chị Diệp Anh ơi, tọt đi rồi chọn chị ơi. Có rồi chị Ngọc Ánh á. Gió chân chính đi thanh xà mơ. Vải của nó dày mà đẹp lắm mấy chị ơi, set trắng dùng kem này 79.000, xin ơi là xin luôn. Được một con quần ống sung trắng 79.000 cho Mai Nguyễn. Đã có được 3 set. Cho lấy liền mà set trắng 79.000 cho em vậy. Lấy liền em mà set trắng cho mấy chị được nha. Trắng 79.000 cho Hằng Phan. Rồi lên liền cho em mã gấu. Trắng 79.000 cho Diệu Diệu. Rồi lên liền em mã gấu 89.000. Chị Đằng Thanh đơn Sài Gòn hãy đang cho đi được mấy chị. Để hãy coi nãy hãy có báo bưu điện rồi, đơn nào đi được hãy cho đi được mấy chị, hãy cho đi ha. Đơn Sài Gòn hiện tại là có nhiều chỗ chưa đi được mấy chị, còn tất cả em cho đi hết rồi nha. Rồi lên liền cho em mã set gấu cam dùng cho em nè. Gấu cam 89.000 có set gì nhất. Ê Nguyễn Thị Tuyên à, 89.000 ha. Nó hết rồi chị gì nhiều á. Lên liền cho em mã như mấy chịu nha. Ghi liền cho em mã gấu cam dùng cho em. Cái này nó có lớp lót bên trong nè mấy chị nè. Bên trong nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em nè. Chị Lê Lệ Viên Nguyễn ơi, chị chốt đi chị ơi. Bao giờ chốt được là sao chị? Chốt đi cho mấy chịu, em không giữ tiền cọc lâu đâu mấy chị ha. Lên liền cho em mã dùng cho hả. Rồi lên liền cho em mã này là mã 109.000 dùng cho em. Gấu cam 89. Rồi lên liền cho em mã 109 dùng cho em. Gấu cam 89.000 cho Phương Nguyễn. Bộ lụa dùng cho em 109 này, có duy nhất được 3 bộ thôi nè. 109 nha mấy chịu nha. Cái này em có gấu xanh đẹp lắm mấy chị, cho chị cái bộ gấu xanh biết sao em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho Hải nè. Ghi liền cho em mã gấu dùng cho em nè mấy chị. Quên lộn, lụa dùng em 109.000, 60kg mang ok. Lên liền em mã lụa dùng cho Hải. Có 3 bộ. Thấy tuyến hình mà nó hết rồi chị ơi, lụa 109 lên cho em ạ. Lên liền em mã lụa 109 nha. Rồi ghi liền cho em mã xét dùng cho em 99.000. Thấy Nguyễn Thi nha. Bạn nào lấy sĩ cũng hỏi hãy còn hay không, hãy báo hết nè. Bữa hôm trước có nhiều bạn lấy máy xếp mà kêu hết nè mấy chị nè. Hãy còn duy nhất được 2 xếp đúng không? Còn không ta? Hãy còn 2 xếp nè mấy chị. 99.000, xếp xanh. Xếp xanh này đẹp lắm. Lùa 109 cho Nguyễn Thủy, lùa 109 cho Nguyễn Thị Phương Chi. Xếp xanh này đẹp lắm mấy chị ơi, 100 lệ. Quên, em xả mấy chị 99.000. Chị Hồng Ngân, chị lấy xếp nào ạ? Lên liền em mã xếp 99.000 cho khỏi nhà. Rồi một con cuốn cùi nha, 99.000. Lên liền em mã sọc. Xếp xanh 99.000 cho Ngọc Ánh. Rồi lên liền em mã sọc 99.000, con cuối cùng luôn, con áo sọc này. Lên liền cho em mã áo sọc. Chị Hồng Ngân chưa lấy xếp nào ạ? Lên liền em mã áo sọc dùng cho em ha, 99.000 dùng cho hai một con thôi. Lên liền cho em mã áo sọc nha, áo sọc.
Rồi lên liền dùm cho em, mã này là mã số 10 dùm cho em. Mã số 10 89 ngàn. Thích mới mà, kèm số điện thoại lên cho em đó biết chưa? 55kg đổi làm em ok nha. Xếp xanh 99 ngàn cho lộ na. Lên liền dùm cho em mã số 10 dùm cho em nè. Mã 10 hàng theo nè mấy chị. Sọt 99 do như kim. Theo cho hỏi nha. 89 ngàn. Lên liền em mã số 10 89 ngàn dùm cho em. Sài Gòn phải đó là bữa nay có danh sách lên phát gửi được rồi đó mấy chị ơi. Nhưng mà hãy chưa có nắm được là địa chỉ nào đi được có mấy chị. Cho hãy coi rồi hãy báo không. Sọt 99 mẹ, sọt 99 mẹ em hết rồi mấy chị ơi. Mã số 10 89 ngàn cho Nghi Hạnh. Rồi hãy xả mấy chị cái set này luôn đi mấy chị ơi. Set này hàng 119 ngàn. Có cái gì tùy mình nha. Rồi lên liền dùng cho em mã tab dùng cho em. Cái này mấy chị ghi dùng cho em mã số 11 đi. Em xả mấy chị set này 89 ngàn luôn. Lên liền dùng cho em mã 11 89 ngàn. Hãy có được có 3 set thôi. Set này hãy nhập vô hàng là 119 ngàn á. Cái set tab này mấy chị nè. Tab của nó là tab tab như thế này luôn nha mấy chị ơi nha. Hãy xả mấy chị cái set này luôn. Cái hàng này mặc sướng lắm mấy chị ơi. Siêu siêu sướng luôn nha. Tab dùng cho hãy. Lên liền dùng cho em mã dùng cho em mã 11. Em xả mấy chị 89 ngàn. Hãy có được 3-4 bộ vậy nè. Cái này 60kg mang ok luôn á. Bộ này mặc bộ này mã 11 lên giúp em ạ. Lên liền cho em mã 11 11 89 ngàn mấy chị ạ. Lên liền cho em mã 11 89 ngàn. Cứ gắn vừa xem vừa chống tương tác vừa chia sẻ la lên giúp em mấy chị ạ. Lên liền cho em mã 11 nha mấy chị nha. 89 ngàn dùm cho anh. Mã đó hàng đẹp lắm mấy chị ơi. Cái set đó hàng siêu siêu đẹp luôn. Rồi lên liền cho em mã 12 dùm cho em nè. Với giá là 79 ngàn bộ lụa dùm cho em. Bộ lụa nha, bộ lụa này siêu cơn 79 ngàn, cái cục này là hàng về mà chưa cắt luôn đó mấy chị ơi. Cái mẫu lẻ, hãy la hãy dục vô trong đây nè. Cái này mấy chị. Bộ lụa dùng cho em 79 ngàn bằng cái đây mấy chị nè. Lông ai đi được rồi mấy chị ạ. 12, 79 ngàn cho chị Nghi Hạnh. Đó liền cho em mã 12 dùm. 12 cho chị Đông Huỳnh. Đó liền cho em mã 12 dùm cho em 79 ngàn dùm cho. Đó liền cho em mã 12 bộ lụa nha mấy triệu nha, 79 ngàn. 12, 79 ngàn lên giúp em mấy chị ạ. Bộ lụa cho Thu Hiền 059. Bộ lụa mã 12 cho Chu Ngân. Rồi lên liền cho em mã xếp gấu xanh dùm cho em 89 ngàn nè. Hãy chị nào không có chốt được gấu xanh thì chốt gấu xanh dùm cho em. Nè. Đó liền em mã gấu xanh nha mấy triệu nha, 89 ngàn mấy chị ơi, chia sẻ like tương tác cho Hải quá. Tôi xem mà chia sẻ like tương tác cho em mấy chị ơi. Đó liền em mã gấu xanh 89 ngàn dùm cho em. Gấu xanh nha mấy triệu nha, 89 ngàn nè. Này nó có cái áo lót bên trong. Đây nha mấy triệu nha, nó có cái áo lót bên trong cho mình. 12, 79 ngàn cho Nhi Trần, dùng đôi xong tư phạm ở trong đây chị My Kim luôn đó chị nhớ. Đó liền dùm cho em mã gấu xanh dùm cho em. Gấu xanh 89 ngàn, đó liền em mã gấu xanh. Bộ lụa mã 12 cho chị ạ. Ok chị Đông Huỳnh nha. Rồi lên liền em mã hồng 79 ngàn hồng cô gái. Đồ 79 ngàn thanh sầm on. Rồi cái này lên liền cho em mã hồng dùm cho em 79 ngàn dùm cho em. Thiệt luôn mấy chị bữa nay chắc chuyển qua bán lụa quá mấy chị. 12 cho Đào Thị Tiến Nhung. Lên liền cho em mã hồng dùm cho em 79 ngàn. Cái này bán lụa đó. Cái này hàng được trước 109 ngàn á. Cũng không có giá 99 luôn á, giờ xả mấy chị 79 ngàn. Tới liền em mã hồng. Cái dùm cho em mã hồng 79 ngàn giúp em ạ. Hồng thì em có 2 bộ thôi. Hồng 79 ngàn cho Nghi Hạnh 2 bộ. Hồng 79 ngàn cô bộ giờ nó chút liền giúp em ạ. Tới liền cho em mã hồng. Hồng 79 ngàn cho nhỏ ly. Ôi trời ơi mấy chị ơi, váy xinh như thế này mà đâu nó lòi ra đi. Rồi lên liền cho em mã váy trắng dùng cho em xả mấy chị 79 ngàn con váy trắng này. Đẹp chưa? Có túi luôn. Không biết chị nếu anh ơi, để thứ năm em đi đơn được thì em báo với mấy chị hả? Có túi này mấy chị ơi. Ôi váy này đẹp quá à. Có túi nha mấy chị nha, có túi hai bên luôn. Lên liền cho em mã váy trắng 79 ngàn dùng cho hả? Váy trắng 79 ngàn nha. Chờ lấy thì chốt liền cho em mở váy trắng 79 ngàn. Có túi hai bên mấy chị ơi, có ba con thôi nè. Váy trắng 79 ngàn lên giúp em ạ. Trắng với dìu hiền. Chị Bimbo ơi, bên em chỉ còn gấu xanh thôi chị nhá. Thích mới chúng mở kèm số điện thoại lên giúp em luôn á. Lên liền em mở váy trắng 79 ngàn. Váy trắng cho Nghi Hạnh.
Rồi lên liền cho em mã đầm đeo dùng cho em xã mấy chị, con này 79 ngàn luôn. Nhưng mà con này dáng dài nha, con này mặc đẹp lắm á. Trắng nhiều hay trắng y hình. Rồi lên liền em mã quay beo. Lên liền em mã quay beo đi mấy chị ơi, 79 ngàn. Size của Hải đang cầm là size 52 cái đổ lạnh em ok. Quay beo dùm cho em ha. Mấy chị 52 cái đổ lạnh em ok nha mấy chị nha. Quay dùm cho em nè. Cái này mặc xinh lắm luôn, con này hàng dày tay á. Con này hàng đẹp lắm mấy chị. Lên liền cho em mã quay beo có 4 con. Quay beo lên cho em 79 ngàn ạ. Lên liền cho em mã quay beo nha, quay trắng hết rồi mấy chị ơi. Và set này có một set duy nhất nha mấy chị nha. 149 ngàn. Lên liền em mã set đen quần ống sung. Quay beo cho nghi hạnh. Quay trắng hết rồi mấy chị ơi. Quần ống sung như thế này nè mấy chị nè. Quần ống sung dài nha mấy chị nha. 149 ngàn một set cuối thôi mấy chị. Néo nha. Cái này chị nào mà 65kg mang cũng ok luôn. 65kg mang cũng đẹp luôn ha. Chèo lấy thì chốt đi dùng cho ai. Đi dùng cho em mã set đen dùng cho em 149 ngàn có set không mấy chị. Set đen 149 lên cho em ạ. Đó liền em mã set đen 149 ngàn một set duy nhất không mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã đầm body dùng cho em nè. Set đen 149 lên cho em mấy chị ơi. 149 ngàn ha. Cho rồi lên liền cho em. Trần thì ông Trần. Rồi lên liền cho em cái mã đầm body 109 ngàn nè. Này là 129 ngàn nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em đầm body nha. Xả mấy chị 109 ngàn có con không. Beo 79 lúc này chứ dưa leo. Body 109 lên cho em ạ. Lên liền em mã body 109. Rồi ghi liền cho em cái mã này nha mấy chịu nha. Ghi liền cho em cái mã này là mã cái gì ngọc trong trần. Mã số 10 dùng cho em với giá là 109 ngàn thả 10. Trời bộ này dễ thương cho. Lên liền cho em mã số 10 dùng cho. Mã 10 nha mấy chịu nha. 109 ngàn bộ lụa mà chỉ có 109 ngàn mấy chị ơi. Lên liền cho em mã dùng cho Hải nè. Đẹp chưa? Ghi dùng cho em mã số 10 dùng cho Hải 109 ngàn bộ lụa. Số 10 lấy cho em 109 cho Kim Tuyết. Rồi lên liền cho em mã set nâu dùng cho em 89 ngàn. Set nâu 89 ngàn dùng cho em. Lên liền em mã set nâu nha. Phôn cho mấy chị nào 55kg đổ lại em ok. Số 10 cho Yến Oanh. Này mấy chị nè. Ok chị Ngọc Trâm Trần em không chốt cho chị nhá. Chị ơi em không chốt cho chị nha chị ơi. Chị nghe nào mà bên em đọc tên thì mới lên đơn với mấy chị hả. Lên liền cho em mã dùng cho em. Mời 109 cho Yến Oanh. Mời 109 cho Trần Dung. Mời nâu 89 ngàn cho Thanh Tâm. Rồi cái này lên liền cho em mã gấu đen dùng cho em nè mấy chị. Gấu đen dùng cho em 89 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã gấu đen 89 ngàn. Nâu 89 ngàn cho Nguyễn Thị Tiên. Rồi lên liền cho em mã gấu đen 89 ngàn dùng cho em. Có cái áo bên trong cho mình nè. Mấy chị mặc mấy chị không có sợ bị lộ này kia đâu mấy chị. Đây nè. Có một cái áo lót ở bên trong cho mấy chị nè. Đây nha mấy chị nha. Kiểu giống như một con áo ba lỗ bên trong vậy đó. Lên liền cho em mã gấu đen dùng cho em một bộ cuối thôi. Gấu đen này còn một bộ thôi mấy chị. Lên liền em mã gấu đen 89 ngàn dùng cho em. Bộ gấu đen 89 ngàn lên cho em ạ. Mã số 10 là chính như Huyền Nguyễn. Rồi cái này lên liền cho em mã thỏ 89 ngàn. Này cũng có một bộ thôi. Thỏ này cũng có lót bên trong ha. Rồi lên liền cho em mã thỏ 89 ngàn có một bộ thôi. Chờ lấy thỏ chút thỏ 89 ngàn. Gấu đen cho nhỏ ly. Rồi 69 ngàn. Lên liền em mã set caro. Chị nào mua cái set này mang nè mấy chị. Cái set caro này đẹp lắm. Cái này nó cái áo của nó là kiểu như mẹt vai như thế này nè. Nó không phải là cổ tròn nha mấy chị nha. Cái set này em có hình rồi mấy chị kéo xuống mấy chị thấy hình á. Set này dễ thương lắm. Đẹp lắm mấy chị ơi. Thỏ này 69. Nè. Thỏ 89. Thỏ 89 cho chị Hoàng Thanh Thủy. Rồi lên liền em mã set caro em xả mấy chị 69 ngàn con set caro này. Set caro này đẹp. Chị Lâm Ngọc Mai chết mới mà kèm số điện thoại đó với em ạ. Cô đem em hết rồi mấy chị ạ. Số 10 màu là chính như Lâm Ngọc Mai. Set caro đó đẹp lắm mấy chị.
Rồi lên liền cho em mà áo này. Xin cho rô cho Trần Thư. Rồi em tặng mấy chị con áo này với giá là 39.000 luôn. Lên liền cho em mà áo 39.000, áo kiểu dùng cho em ha. Con này mặc với cái chân vá này thôi nhức nách nha mấy chị nha. Rồi cái vai của nó đẹp lắm này mấy chị nè. Nhiều lúc là em lai màu đen á, vô đây mấy chị sẽ không thấy được á. Nhưng mà cái tay của nó nha, cái tay áo này nó đẹp lắm mấy chị. Cái áo của nó là dáng ôm nha mấy chị nha. Vai áo của nó nè, xịn sò lắm mấy chị ơi. Lên liền cho em áo 39.000, em tặng mấy chị 39.000 luôn. Áo 39 lên giúp em một. Lên liền cho em áo 39.000 dùm cho hả? Áo 39 cho Duy Kim, áo 39 cho Mỹ Duyên Nguyễn. Chờ cái liền mà áo 39.000 giúp em. Áo 39 cho Lê My. Áo với Nguyễn Thị Bích Duyên. Áo với ngày Trương Lê. Rồi cái này lên liền em mà áo Nam, cơ Nam Nguyễn thích mới bạn thì số điện thoại cho em. Rồi lên liền em mà áo tơ 39.000 luôn mấy chị. Áo tơ dùng cho em 39.000 luôn. Lên liền cho em mà áo tơ 39.000. Áo với Thanh Hoa. Tơ 39.000 dùng cho em. Lên liền cho em mà áo Nguyễn. Áo tơ đẹp chưa mấy chị? 39.000 luôn. Lên liền cho em mặc áo tơ 39.000. Áo đen 39.000 còn một con, giờ lấy chút liền cho em ạ. Giờ lấy áo tơ trắng rồi mặc áo tơ 39.000 cho em ạ. Lên liền em mặc áo tơ 39.000 luôn. Tơ 39.000 cho chị Mai Nguyễn. Caro hết thì Lâm Ngọc Mai ơi. Trời ơi, cái nào được cái set này. Tơ 39.000 cho chị Lê Trâm. Rồi lên liền em mặc set đen này. Em xả với chị cái set này 89.000. Lên liền em mà xếp đen 89.000 dùng cho em. Mấy chị mặc tới đâu mấy chị rút dây lên cho Hải ha. Xong kèm cho mình cái quần này. Một tờ 39.000 con hết. Giống này, khác à. Cho chị chăm con này thì anh cho chị cái đó trước đi. Chị có giá bên đó gì không? Bà con. Chị Lê Trăng đúng không? Chị chăm em cho chị con chăm con này thì con kia hết rồi chị ơi. Nó có một con là chị lấy gì báo ok cho Hải ha. Con này cũng xinh lắm nè. Chị Trâm lấy gì báo ok Hải nha. Đây nè. Chị Lê Trâm nó có con này được không? Bấm ok Hải, Hải hãy chốt cho chị nha. Rồi lên liền em mã xếp đen dùng cho em nè. Xếp đen nha mới chịu nha. Thấy Lê Ngọc Thu nha. Xếp đen dùng cho Hải, cái xếp này đẹp lắm ấy. 89.000 mà xinh lắm mấy chị ơi. Không lấy xếp này là tiếc luôn ấy. Đen 89.000. Lên liền em mã xếp đen 89.000 dùng cho Hải. Chị lấy gì chốt. Có mấy xếp không ấy? Cái áo kiểu like tí kia. Xin 89.000 cho chị Tuyền Huỳnh. Ủa chị đó lấy không? Không phải cho người khác không thấy nói gì nè. Xin lên tơ trắng lại 39.000 cho chị Thi Hoàng. Rồi lên liền cho em mã dùng cho Hải nè mấy chị nè. Lên liền cho em mã xếp 89.000 cho chị Thanh Sò Mò. 89.000 luôn. 89.000 cho chị ạ. Mã 1 89.000. Lên liền em mã số 1 89.000. Đen 89 cho gì rồi Trần Dung. Rồi lên liền em mã số 1 89.000. Cái set này là hàng 109.000 nha. Bây giờ xả mấy chị 89.000 nè. Cái bộ màu bo này nè. Cái mã số 1 dùm cho. Lên liền em mã số 1 89.000. Số 1 Chính Nghi Hạnh. Lên liền em mã số 1 89.000. Rồi lên liền em mã số 2 dùng cho Hải 89.000 luôn. Mã số 2 dùng cho em 89.000 dùng cho Hải. Cái áo tơ lúc nãy nó đẹp chị. Em số 1 cho Hương Nguyễn. Rồi lên liền em mã số 2 dùng cho em 89.000. Xếp fan code Dior. Xếp này thôi luôn á. Giá luôn. Siêu giá luôn. Đẹp chưa? Lên liền cho em mã dùng cho em. Kim em mã xếp Dior. Fan code Dior dùng cho em. Số 1 lớp ly 89.000. Rồi lên liền em mã số 3 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 3 nha mấy chị nha. Xả cho mấy chị set này 99.000. Lên liền em mã số 3 99.000 dùng cho em. Mã số 3 99.000 55kg. Số 3 chỉ nhiều nhiều. Cái này 50% sao là chung nha. Lên liền em mã số 3. Mấy chị bộ này xinh nè mấy chị. Số 2 nó có một bộ mấy chị ạ.
Rồi lên liền cho em mã số 4 dùng cho Hải này, 79.000 này, cái bộ này. Mã số 1 89.000 cho ba Trần. Bộ này đẹp ghê chưa mấy chị? Lấy bộ này may mấy chị ơi, đẹp lắm luôn ấy. Lên liền cho em mã số mấy? 4. Mã số 4 dùng cho Hải này. Lên liền em mã số 4. Mã số 4 nha, 79.000. Lấy bộ lụa này may này mấy chị. Số 3 Chu Ngân. Cái này nó là hàng Latin nhá, chứ không phải là hàng lụa thường đâu nha. Hàng 109.000 á, bây giờ ở xã mấy chị á. Số 4 nha, 79.000. Bộ lụa mà chỉ có 79.000 mấy chị. Bằng mấy cái hàng mà hàng phi bóng luôn á, hàng đó thật luôn á. Rồi lên liền cho em mã theo dùng cho em ha. Chốt liền cho em mã theo. Số 79.000 cho Nghi Hạnh. Lên liền em mặc áo 69.000, mặc quần ngố này mấy chị. Mặc quần tất ta này kia nè, 4 bụng này. Số 4 cho Thanh Tâm. Rồi cái liền cho em mã dùng cho 4 do như kim. Lên liền em mã số 5 nha mấy chị nha. Mã 5 dùng cho hỏi, xả luôn cho mấy chị con này 69.000. 569. Lông Ngọc Mai mạng chị bị chậm thôi chị ơi. Mã số 5 lên giúp em 69.000 ạ. Áo 1 kia em ạ. Lên liền cho em mã đi mấy chị. Mã số 5 áo 1 kia. Mấy cái mẫu này đúng chứ quên like mấy chị ạ. Mẫu mới nè. Này chị nào mà có con gái mà tầm khoảng 38kg là mấy chị mang cho bé mang cũng được rồi. Đẹp lắm ấy. Lên liền cho em mã vàng dùng cho em nè. Lên liền cho em mã vàng dùng cho em 79.000. Mấy cái mẫu này là từ 109.000 mà Hải chưa hề like luôn. Bây giờ Hải xả luôn mấy chị 79.000 cho nhanh luôn đó mấy chị. Nha mấy chịu nha. Số 79.000 lên một mai. Lên liền cho em mã số 5. À mấy. Mã số 6 dùng cho em ha. Lên liền em mã số 6 dùng cho Hải. Mã số 6 này mấy chị ơi. 79.000 chờ lấy chốt liền em mã số 6 79.000. Mã số 6 bộ màu vàng 79.000 cho Nghi Hình. Lên liền em mã số 6 79.000. Chớ thì mã số 6 với em 79.000 ạ. Bộ này còn 3 bộ cuối này mấy chị. Mã số 7 Thanh Tâm, 6 cho bộ buôn. Và cái này lên liền em mã số 7 nè mấy chị. 89.000 có được có 3 bộ. 3 bộ nha. Lên liền cho em mã số 7 dùng cho. Đi liền em mã số 7, hãy còn 3 bộ cuối cùng luôn, 89.000 bộ này. Vải của nó là vải nhăn á, mặt sướng lắm mấy chị ơi. À, nhiều bạn nhận order con này cao hơn cả hàng lụa luôn á. Nha mấy chị nha, đã nhập vô giá rồi. Và mã số 6 79.000 cho Ngọc Hà. Lên liền em mã số 7 dùng cho em. Lên liền em mã số 7 dùng cho hãy. Trinh ơi, em đợi chị like nha em ơi. Trời ơi, hôm qua giờ chị thấy em hỏi tùm lum luôn. 7 cho Nghi Hạnh. Like. Từ từ chị like nha, chị like theo, chị không có like theo yêu cầu đâu. 7 cho chị Loan Huỳnh. Cần phải like nha. 7 cho chị Trần. Rồi cái này lên liền cho em. Lan Ngọc Mai có mã số 4 rồi. Rồi lên liền em mã dâu dùng cho em 79.000 luôn mấy chị. Chị Lan Lê ơi, em báo chị hôm qua rồi, chị ơi cọp đi rồi chọn chị nha. Rồi lên liền em mã số 8 dùng cho em. Xanh nó còn, em bộ xanh còn không? Rồi lên liền em mã số 8 dùng cho Hải nè. Lên liền em mã số 8, 79.000 bộ dâu. Mã 6 cho chị Lâm Ngọc Mai. Dâu mã số 8 dùng cho em. Ôi, dễ thương chưa. Bộ vịt dâu lên cho em 79.000 cho chị Nghi Hạnh, dâu cho Thanh Tâm. Vịt 79.000. Mấy chị mẫu mới không nè mấy chị. Vịt dùng cho em 79.000 dùng cho em. Này chị nào có con gái á, thiệt sự luôn mà tầm khoảng ba mấy cái đổ lên là mình mua cho con mặc ở nhà cũng thoải mái nữa mấy chị ơi. Nha mấy chịu nha. Nè 79.000 xịn sò lắm mấy chị ơi. Con này là hàng Latin á chứ không phải là hàng phi bóng như bình thường đâu nha. Này em nhập 109 á, mà bên này mấy cục này em về nhiều quá, mẫu lẻ em chưa có like á mấy chị. Ba chị nào ôn lấy cái này thì chốt luôn cho em. Vịt cho Nghi Hạnh. Vịt là mã số 8. Vịt cho Thanh Tâm. Rồi cái này lên liền em mã số 9 dùng cho em nè. Mã số 9 dùng cho em, 89.000 dùng cho em. Lên liền em mã số 9, 89.000. Lên liền em mã số 9 dùng cho em. Dâu cho Ngọc Hà. Lên liền em mã số 9 dùng cho Hải, 89.000 màu xanh. Mã 9, mã 9. Vải này đang hốt. Vịt cho Lê Hình Nga. Đang hốt luôn á.
mã số 9 89.000 cho Huy Hành. Ta liền mang mã số 9, mã số 9 nó còn. Chính cho chị Loan Hình. Rồi lên liền mang mã số 10. Chính cho Đoàn Thị Ngọc Hà. Lên liền mang mã số 10 sau 9.000 dùng cho em. Mã số 9 nó cho mấy chị nào mà 58 cái đổ lại. 58 cái đổ lại á chị, phôm to, hàng đẹp lắm, hàng bảy ngàn lắm, hàng đang hút. Chính cho sữa sữa. Rồi lên liền em mã số 10 dùng cho em. Mã 10 nha mấy chị ơi nha. Lên liền cho em mã số 10. 69.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 11 dùng cho em 89.000. Vâng, đúng rồi, 79.000 cho Nguyễn Vân. Rồi lên liền cho em mã 11 89.000 con áo kiểu nha. Bây giờ hãy chưa mặc á, ít bữa hay mặc mấy con này lắm luôn á. Chính cho Huy Trinh. Số 10 xuống nhìn Diệu Diệu. Rồi lên liền cho em mã 10. 10 cho Huy Hành. 89.000 con áo bìu. Mặc cái chân quái này xinh lắm. Lên liền em mã số 10 dùng cho em. Còn cái này em còn. Cứ chọn cái đồ em chốt tiếp cho chị Lan Ly nha. Còn không thì chốt chị đó được rồi thì thứ năm em gọi chốt đơn ạ. À. Hai con áo. Nó công đưa thứ năm rồi mấy chị không nghe máy rồi hàng nó xả đó mấy chị ơi. Vé xanh này em tặng mấy chị 110. Em tặng mấy chị con này 119.000 đi có này. Số 9 89.000 cho Lâm Ngọc Mai. Hai con vé xanh cuối cùng luôn 119.000. Lên liền cho em mã 119 vé xanh hai con thôi mấy chị. Vé xanh nha 119. 11 bao nhiêu đây? 11, 89.000. 11 cho Mã Nhân. Rồi lên liền em mã vest xanh. Đơn đi gọi gì cà phê đắng mà đơn đợt này đi hơi lâu quá chị. Mấy chị đơn đợt này nó đi hơi chậm, mấy chị đợi hàng dùm cho em này. Nó đi chậm. Chậm nữa mẹ không còn không dám like luôn mấy chị. Nha mấy chị luôn nha. Lên liền em mã vest dùm cho em. Vest 119.000 lấy vest mang đi mấy chị. Chị Lâm Ngọc Mai ơi chọn thêm thì cọp với em hai cho mình tài khoản rồi chốt tiếp ạ. Siêu đẹp. Vé 119 cho chị Bông Bông. Hồng chị lai 125.000 cho chị Hồng. Hồng chị lai 125 nha, tại vì Hồng chị mới về chị không có sale được. Hồng đang hốt nữa chị nhập cũng cao hơn cho chị một con hơn. Chị còn Hồng nha. Lên liền cho em mã Caro dùng cho em nè. Caro 49.000 dùng cho em. Cái này là cái quần mấy chị. Đây là cái quần nha. Quần nha mấy chị nha. Chiều lấy thì chốt liền cho Hải nè. Lên liền cho em mã set Caro 49.000. Có được 2 set nè. Nè em lấy hồng chị đi hồng nha, hồng chị lai là 125 nha. Chúng nó sẽ cao hơn mấy ngàn không mấy chị nha. Để cái này mẫu mới mà cái với lại cái này em mới vừa về thêm. Caro 49 cho Hồng Nguyễn. Hồng này hãy mới về thêm nha, tại vì hồng này đợt trước hãy bán siêu chạy luôn mấy chị, con hồng này đẹp lắm. Caro 49 cho Huỳnh Trang. Đang mặc cái này. Lên liền cho em mã hồng đi mấy chị, hồng đẹp lắm ấy. Hay cái này nhiều bạn mang mà kèm đai vô cũng đẹp nữa mấy chị. Này mặc mấy cái quần ngắn 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 đó mấy chị, xinh lắm. Chờ lấy hồng ghi hồng dùm cho em 125. Lên liền cho em mặc vest hồng. Vest hồng 125 chứ em ạ. Nó có cầu vai đây luôn nè em, hàng xịn lắm luôn ấy. Vest hồng này đẹp lắm, 125. Hồng với Thậu Na. 125. Lấy đi, đẹp lắm ấy. Chờ lấy liền mặc vest hồng 125 lên chứ em ạ. Lên liền em mã vest hồng 125. Rồi lên liền cho em mã áo nâu dùng cho em nè mấy chị. Lên liền cho em mã áo nâu 79.000 nè. Lên liền em mã nâu 79.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã áo nâu 79.000. Áo nâu dùng cho em ha, 79.000 dùng cho em. Áo nâu dùng cho Hải nè. Cái này mặc quần ngố này kia là sướng mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho Hải nè. Lên liền cho em mã áo nâu dùng cho Hải 79.000. Áo nâu 79.000 lên cho em đi. Mã nâu 79.000 dùng cho ai? Tôi xem mà chấm tương tác mà chị sẽ like rồi. Chốt liền cho em áo nhũ 69.000. Trời ơi mấy bạn ơi. Nè. Con này là nó dạo quá, nó nhũ nhũ nha mấy chị nha. Mấy chị nhìn nè. Nâu cho Mã Nhân. Nha mấy chị nha, bên mấy chị. Nó dập nổi cái chữ lên đây nha mấy chị nha. Hàng này mấy chị nè. Con này là hàng hãng cao bao luôn đó mấy chị, chứ không phải là hàng mà thường lên đâu nha. Lên liền cho em áo nhũ dùng cho em. 70, à quên 69.000 thôi. Lên liền em mã áo nhũ 69.000 mấy chị nhìn nè. Rồi đẹp lắm luôn á. Đẹp lắm mấy chị ơi. Lên liền cho em mã áo nhũ dùm cho. Nhũ cho Chu Ngân, nhũ Trúc Cầm. Nha.
Đây áo phải mặc đi mấy chị, 89 ngàn, nhập 85 bán 89 ngàn mấy chị. Nhủ cho chị Hiền Hiền. Rồi chờ lấy áo phải mặc đi, áo phải mặc nha mấy chịu nha. Với giá là 89 ngàn dùm cho hả? Lên liền cho em áo phải mặc. Nhủ cho Tuyền Hình, nhủ cho bà Duyên Nguyễn. Lên liền cho em áo phải mặc 89 ngàn thôi mấy chị. Để đề một luôn. Nhủ cho Nguyễn Hiệp, nhủ em còn một con thôi mấy chị ơi. Áo hãy mặc em mấy chị nào mà ngực to mặc sẽ đẹp hơn luôn ha. Ngực hãy nhỏ quá hãy mặc nó không có đẹp. Chị à, nhủ em còn một con được không chị Minh Tiết ơi. Áo hãy mặc chị nào mà ngực, cái ngực này kia bạn mặc đẹp lắm luôn á. Áo mặc 89 ngàn lên giúp em ạ. Áo hãy mặc 60kg mang ok luôn nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mã váy dùng cho em. Ủa váy này xinh chưa? Ấy mặc cho Đài Nguyễn 89 ngàn, lên liền em mã váy trắng. Ấy mặc cho Nguyệt Hạc váy trắng 89 ngàn, váy này xinh này mấy chị. Váy này đẹp đi luôn á. Váy trắng 89 ngàn. Nhũ Chu Ngân có rồi à. Ấy mặc Đài Nguyễn có rồi nha. Lên liền em mã váy trắng hàng NGN. Ấy mặc cho Lê Vy. Lên liền em mã váy 89 ngàn, váy này xinh nè mấy chị. Nhũ 69 ngàn cho Minh Tuyết. Mấy chị ơi, mấy chị chốt hàng đi nha. Bữa nay hàng hãy gửi được rồi, chỉ có riêng Sài Gòn hãy chưa gửi thôi nha mấy chị nha. Hãy chưa đơn, hãy chưa đi được thôi. Còn lại hãy gửi đơn cho mấy chị được hết rồi nha. Váy 89 ngàn cho Nghi Hạnh. Váy 89 ngàn cho Sunny Dương. Váy 89 ngàn cho chị à, Ngọc Ánh. Váy 89 cho My Hà. Hết váy 89 rồi. Áo mặc 89 ngàn cho Tối Nữ Phàm. Rồi cái này lên liền cho em mã set dùng cho em nè mấy chị nè. Nguyên set luôn nha mấy chị nha. Cái này là cái quần nha. Đây là quần nha, 49 ngàn luôn. Lên liền cho em mã set 49 ngàn dùng cho em. Set 49 ngàn có 2 set nè mấy chị. Lên liền cho em mã set 49 ngàn dùng cho em. Dài dài nè, bán cho mấy chị 89 ngàn nè. Ok ngăn nha, để xíu chị báo Sài Gòn chưa nhận à. Chị ơi, Sài Gòn chị giữ đơn với chị chưa có nhận nha. Rồi lên liền cho em mã lụa dùng cho em 89 ngàn. Dài dài nè mấy chị nè. Dài dài bán 89 ngàn, bán vui là chính nha. Cho Hải xin nút tương tác. Xe 49 cho Lê Trâm, xe 49 cho Mở Nhân. Mấy chị cho Hải xin nút tương tác là ok được rồi mấy chị nha. Thiệt sự luôn, hãy bán 89 ngàn nè. Hãy bán lỗ đó, hàng lụa mango mà hãy bán 89 ngàn nè. Cho Hải xin nút chia sẻ like là ok. Đây nè. Đúng rồi đó em. Đây nè mấy chị, cái này có, cho con còn nó cũng đó. Nè, bơm chút dành nhau nè mấy chị. Lụa 89 ngàn. Ừ, lụa 89 ngàn. Giờ lấy liền mã bộ lụa 89 ngàn luôn chú em. Dành nhau mà nó có một set thôi. Giờ lòi ra được 4 set nha. Bộ lụa 89 ngàn cho Thanh Dương. Rồi 129 ngàn. Một con đầm như thế này nha. Bộ lụa 89 ngàn cho Đài Nguyễn. Kèm một con áo dạ. Lụa 89 cho vợ Như Kim. Lụa 89 cho Nam My. Con này mấy bạn nào 52-53 kg lụa làm em. Lụa cho Thái Hiền 129 ngàn. Lên liền em mã xếp dạ 129. Lụa 89 còn một bộ trước kia mà nhận hết rồi chị ơi. Lên liền em mã xếp dạ dùng cho em 129 ngàn. Cái xếp này đẹp lắm mấy chị. Một con áo khoác nè. Cái xếp này giờ teo như này cũng tiếc quá mấy chị. Đẹp lắm ấy. Cái con áo khoác này mấy chị. Mua con này mang nè. Ôi ơi, người ta bán 400-500 ngàn đó mấy chế ơi. 400-500 ngàn ấy. Dạ 129 cho Minh Tuyết. Lên liền em mã xếp dạ mua mặt đây mấy chị. Sang chảnh luôn. Rồi quần đẹp nè mấy chị. Hồi lâu mấy cái này để một cái cho tập chị lấy xem. Rồi lên liền cho em mã quần dùng cho em. Quần này em có mấy con size M nè mấy chị. M L. Ui có size to không mấy chị ơi. Lấy lẹ nè. Sao còn ít eo không vậy. Cái già M ơi chính như bất thường. Rồi 59 ngàn M L ít eo.
59.000 kèm size ML XL nè. Chị nào XL lấy liền. Chị dạ chi Khánh. Chị nào mà mặc size XL lấy liền. ML XL 59.000. Lấy liền nha, chị nào mặc size L, size L này kia thì lấy nè, ở đâu nó lò ra được size to cho mình. Biết không, bình thường Hải Lai toàn là quần quần mà kiểu giống như là còn size S là nhiều hơn, mà bữa nay nó còn size L. Rồi lên liền cho em mã đầm dùm cho em, đầm suông 39.000 nha. Lên liền em mã đầm suông 39.000. Đầm suông 39.000 có 2 con nữa chị. Lên liền em mã đầm suông 39.000 có 2 con. Quần size M 59.000 cho Thanh Sùm. Rồi quần này em có một con size S nè mấy chị. Một con size S duy nhất, con này hàng 130. Quần size L 59.000 cho Trần Dung. Cái con quần này em về nó còn cao hơn cả con quần rinh em bán luôn. Quần rinh xung nãy em bán luôn á. Quần size L 59.000 cho Trần Hương. Em xả luôn cho mấy chị con quần này 99.000 size S. Lên liền em mã rinh size S 99.000. Quần bán tôi còn 2 con xe đen thôi mấy chị, hết rồi. Quần xe đen 59.000 cho Nguyễn Hành Linh. Quần bán còn xe đen thôi mấy chị. Quần xe đen cho Minh Tuyết. Cái này cái móng tay nó dài quá kéo không lên. Lên liền cho em mẫu quần xe ép dùm cho hả. Quần kéo này dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã bộ này nha mấy chị nha. Bộ này em tặng luôn cho mấy chị luôn 49.000 luôn. Lên liền cho em mã bộ 49.000. 49.000 có 2 bộ thôi nha. Một con áo sơ mi nè mấy chị nè. Kèm cho mình một con quần ống suông 49.000 có 2 bộ thôi. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã xếp đỏ dùng cho em ha. Xếp đỏ dùng cho em. 49.000 2 bộ. SML men ok. Lên liền cho em mã quần nha mấy chị nha. Quần 99.000 size S cho chị nào lấy. Đầm suông 39.000. Đầm suông 39 cho Đặng Điển Mai. Suông 39 cho Mai Nguyễn. Quần 99.000 size S một con. Thôi quần này đẹp lắm. Quần mà rút ra hai bên nên mấy chị này hàng 130 cái gì đó. Quần 99 đó chị nào chắc lắm. Một cái rồi. Quần 99.000 xe cho Nghi Hạnh. Còn em có một con hoodie. Áo hoodie nha. Tặng luôn cho mấy chị luôn 49.000 luôn. Lên liền em mã trắng 49.000. Cái này nam mang được luôn á. Cái tan này mấy bạn cũng biết hàng xịn rồi. Bộ đồ 49 cho Trần Dùng Trần. Cái này nè mấy chị. Chắc vải của nó đã lắm. Bộ đồ 49 cho Kiều Dung. Lên liền cho em mã áo trắng dùng cho em 49.000. Lên liền cho em mã áo trắng 49.000 dùm cho em. Lên liền em mã trắng 49.000 nha. Áo trắng 49.000 này nam mang được không đó mấy chị. Này em thấy như là mùa này em cũng bán áo đó luôn á. Đẹp lắm đó. Rồi quần này em có 2 con này mấy chị ơi, 59.000 luôn. Này size có size S với size L, size S với size XL. Ô thì trắng 49.000 cho Đăng Thảo. Trắng 49.000 cho Ngọc Linh. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Anh dồn đơn hôm thứ hai giúp em nhé. Chị Ngọc Linh ơi, chọn thêm thì cọp với em 200 điện thoại đi rồi cháu tiếp chị nha. Rồi lên liền cho em mã quần 59.000 kèm size size S với size XL. Trắng 49 cho cái này em có Kim Ly. Trắng 49 cho Thu Huyền. Nè, yeah, cái gì quên rồi. Hà My lấy. Có gì anh tròn vậy? Lấy không nè. Trắng 49 cho Caroline Vương. 39.000 ốc. Trắng 49 cho Minh Tuyết 3 con. Chị Minh Tuyết ơi, chọn thêm đi cọp liền với em đi chị á. Tại vì chị thích cũ nên em báo trẻ chị á. Chọn thêm đi cọp với em đi ạ. Chưa nha Hằng ơi, chưa đi được nha. Rồi lên liền em mã vàng dùm cho 39.000 nè. My lấy nè Hà My. Hôm trước hỏi chị còn hay không nè, màu vàng. Áo này mặc đẹp lắm. Quần 59.000.
Quần 59.000 kèm size em sẽ đeo cho Trần Thư. Lấy liền cho em mã vàng 39.000, con này hàng VIP mặc đẹp lắm mấy chị ơi, ôm. Quần em cùng con xé rồi. Lấy liền cho em mã áo vàng. Áo vàng dùng cho em 39.000, xinh lắm. Này mặc với vest cũng đẹp. Cái đó mặc với vest này chị cũng xinh lắm mấy chị, áo vàng. Cho chị bộ cục lụa đó luôn đi. Áo vàng 39.000 giúp em chị ạ. Đúng rồi chị Minh Tuyết. Áo vàng 39.000 cho chị cho thì ông chồng. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em mã dùng cho em ha. Lên liền cho em cái mã này là mã 89.000. Cái dùng cho em mã số 1 89.000. Mã 1 dùng cho em ha, 89.000 dùng cho em. Chốt là dùng cho em mã số 1 89.000. Lên liền cho em mã số 1 89.000 dùng cho em nha. Mã 1 nha, 89.000, có được có 3 set, 4 set gì đây. 60 cái đổ lạnh ok. Lên liền cho em mã số 1 dùng cho em 89.000. Em có cái gì đây? Một của em 89.000 ạ. Ôi mấy chị ơi, nghe chân gái xinh chưa? Mấy chị. Trời, đâu rồi? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em ha. Tặng mấy chị con chân gái này 59.000 luôn. Lên liền cho em. Ba thằng lần không? Lên liền cho em mã chân gái dùng cho em 59.000. Size này mấy chị nào size mờ á, nhưng mà 55kg mang vừa đó mấy chị. Tại vì nó có chung như thế này nè. Chị nói má này mặc xinh lắm, bữa trước hãy có màu đỏ nữa. Lên liền cho em mã chân váy 59.000 dễ luôn, chưa có quần bên trong ấy, cưng lắm mấy chị. 59.000 dùm cho hả? Lên mã chân váy 59.000 là như em chưa? Lên liền em mã chân váy 59.000. Chân váy 59.000 cho chị hôm nay TT. Chân váy 59.000 là như em mới chạy cho mã nhân. Chi Trần Loan xanh dùng cho em 69.000. Chú bán 59.000 cho Thơm Nguyễn. Lên liền em mở Loan xanh kìa con áo khoác. Chú bán 59.000 cho Titi Ly. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi ghi dùng cho em cái mã này nha mấy triệu nha. Chốt liền dùng cho em mã xanh dùng cho em. Lên liền cho em mã này là mã xanh dùng cho hả? Chốt liền dùng cho em mã xanh dùng cho em. Loan xanh dùng cho em 69.000. Kỳ nào ưng mặc áo Loan mua đi mấy chị. Áo Loan đẹp lắm luôn á. Loan xanh nó nơi hả em rô tốt cho dưới sổ lái luôn tính tiền nhỏ lên cua chân lộn không lên liền cho em mã Loan xanh dùng cho em 69.000 có 3 con thôi cua chân lộn không khó. Đây chị nào ưng áo khoác nè mấy chị, bán mấy con áo khoác này nó còn đắt hơn cả hàng tao bao mình nhập mấy con áo kia. Loan xanh 69.000 cho Trần Thư 2 con bán xả luôn. Ê mấy chị con này em nhập vô hàng 170 nè. Con chị lấy thì chốt liền cho em mã 170 dùm cho em. Áo khoác Gariga dùm cho em. Loan xanh cho chị Tố Nữ Phàm. Chị Minh Tuyết ơi cọp với em đi chị nhá. Chốt chị cái cuối cùng gì á, đưa mình nhiều rồi chị ạ. Rồi ghi liền cho em mã 170 dùm cho em. Tặng mấy chị 170 này, các bạn đi mua hàng 300 mấy á, 300 mấy một con lận nha. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã 170 dùm cho em. Tại vì năm nay len nó đắt lắm luôn. Thật sự luôn, em bán một con áo khoác này em chỉ bán bằng mấy chị mua một con áo len mà len mông thôi nha mấy chị ơi nha. Chị nào ưng lấy thì chốt liền dùm cho em ha. Hàng này siêu siêu đắt luôn rồi. Lên liền cho em mã áo khoác dùm cho em 170 nha. Giờ lấy thì chốt liền dùm cho em mã 170. Khoác 170 lên cho em ạ. Lên liền cho em mã khoác dùm cho em ha. 170 hết loan xanh rồi mấy chị. Rồi lên liền cho em mã loan tím dùm cho em. Chốt liền cho em mã loan tím dùm cho Hải nha. Loan tím dùm cho Hải 69.000 có mấy con thôi. Mấy con loan này hết sạch rồi mấy chị ơi. Bây giờ cái này là mấy cái mẫu mà Hải về sau á, mà trong bao Hải chưa có like cho mấy chị á. Đây nè, mấy con loan này lạ nè mấy chị nè. Balenciaga dùm cho em. Loan này màu đúng giá luôn á. Màu lạ mấy chị nè. Lên liền cho em mã dùm cho em. Ghi dùm cho em mã này là mã loan. Loan gì? Loan tím đi mấy chị, loan tím đi nha. Giờ lấy loan tím, chút loan tím. Ghi liền cho em mã loan tím.
Văn Tiến với Chi Trường. Rồi sẵn cái chuyện mấy con áo ba lỗ này 49.000 luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè mấy chị nè. Ghi dùng cho em mã áo dùng cho em với giá là 49.000. Ghi liền cho em mã số 1 49.000 dùng cho em. Mã số 1 có 249. Lên tiếng cho chị Minh Tuyết. Em cho chị ạ, cho chị con áo góc, mấy con áo không góc. Mấy con thì tôi tối lên cho ổn chị ha. Tối lên cho ổn thêm chị nhá. Mã số mấy? Lên liền mấy mã số 1 49.000 dùng cho em. Rồi lên liền mấy mã số 2 49.000 luôn. Ghi mấy mã số 2 dùng. Tại vì đơn mình nhiều rồi chị, có thấy đơn nhiều cái cọp chứ em ạ. Lên liền 49.000 cho anh lên. Rồi lên liền mấy mã số 2 dùng cho em 49.000 luôn. Các liền mấy mã số 2 mấy chị này. Mã số 2 có cầu vai cho Long Tiến với Ba Trần 49.000. Đây nè, con này có cầu vai, con này mặc với chân vái xinh lắm mấy chị. Thật sự con này lên đẹp lắm luôn nha. Có cầu vai cho mấy chị luôn, có 2 con thôi. Lên liền em mã số 2 dùm cho em. Lên liền mã số 2 49.000 cho em cho Trần Thư. Rồi lên liền em mã số 3 49.000 màu vàng dùm cho em nè. Lên liền dùng cho em mã dùng cho Hải nha. Ghi dùng cho em mã số 3 dùng cho em 49.000. Mã số 3 dùng cho Lê Ngọc Thu. Rồi lên liền em mã số 3 dùng cho Hải 49.000 màu vàng. Mấy con này mặc với chân vái là mặc quần sọt này kia đẹp lắm mấy chị. Vải của nó siêu siêu đẹp luôn á. Có mấy con màu vàng này có được này có được 3 con thì lấy lên liền em mã số 3 49.000. Rồi lên liền cho em mã số 4 dùng cho em nè mấy chị. Ghi dùm em mã số 4 Balenciaga 49. Số 3 trên Anh Grand, số 3 Titili. Rồi lên liền em mã số 4 dùng cho em Balenciaga dùng cho Hải nha. 49.000 dùng cho Hải. Lên liền cho em mã số 4 49.000. Mã số 4 dùng cho em ha, màu xanh dùng cho em nè. Đẹp quá mấy chị ơi. Rồi cái này là quần nha mấy chị nha. Con này là quần dán bôm á mấy chị. Số thì Dung Nguyễn Ngọc. Quần nhung dán bôm nha. Con này mặc lên siêu sang luôn á. Đẹp lắm. 49.000 nốt. Lên liền cho em mã quần 49.000. Con này mấy chị, nó là lưng chung nha. Nên là mấy chị nào mà 55kg đổ lại là mang ok cho. Lên liền cho em mã quần 49.000 dùng cho. Lên liền cho em mã quần nha mấy chị nha. Quần 49.000. Cái đó hãy còn màu trắng thôi. Còn trắng không em? Cái hộp á. Với lại cho chị mấy cái áo lông mà hàng một cái gì này cho chị nó cái bộ lông nó còn một con này. Quần cho Nine Grand. Rồi cái này lên liền cho em mã số 6 49.000 mã 6 dùng cho em. Ôi mấy con này mặc đống thùng này dễ thương lắm mấy chị ơi. Quần cho Băng Băng. Lên liền em mã số 6 49.000. Lên liền cho em mã số 6 49.000 dùm cho em. Quần cho Thơm Nguyễn. Rồi cái này lên liền cho em mã cam dùm cho em 49.000 dùm cho em. Cam 49.000 có bút ngực nè. Ủa quên lộn. Quần cho Thơm Nguyễn. Cam dùm cho em 49.000. Lên liền cho em mã cam 6 cho Lê Ngọc Thu. Lên liền em mã cam 49.000 dùm cho em. 6 cho Nguyễn Xuân Hằng. Y hồng cũng đẹp nè. Lên liền cho em mã hồng. Hồng dùng cho em 49.000. Hồng đẹp chưa? Lên liền cho em mã hồng 49.000 dùng cho em. Hồng 49.000 có 1 con này mấy chị. Hàng được 2 con. Rồi hết. Cam 49 cái tiền hình. Rồi cái này lên liền cho em mã xám dùng cho em nè. 2 con 49.000 mua mấy con này mặc mấy chị. Con này còn một con đúng không? Dạ, còn một con. Còn cái con trắng mà con trắng mà có cái túi hai bên này là còn không? Quần lúc này 49.000 em hết rồi. Cái này là 159 nè. Còn cái set này em còn một set duy nhất nha, 159 này, 159.000 chèo lấy thì chốt luôn nè. Cái này là có cái quần ống sung nha mấy chị ơi nha. Xong rồi kèm cho mình một cái túi nè.
đây nha mấy chị ơi nha. Kèm một cái túi nha. Xong rồi kèm cho mình một con áo khoác lông nè. 159 ngàn. Em còn set cuối cùng á, chứ nào lấy thì chốt luôn ha. Tại vì cái này có một set thôi, không có like. Chứ nãy lúc nãy là phải like đầu like mấy chị nha, mấy chị ơi nha. 159 ngàn dùng cho Hải kèm túi cho mình nè. Còn một set cuối nha, bạn nào lấy thì chốt liền cho này. Ghi liền cho em mãi nha mấy chị ơi nha. Chốt liền cho em cái mã là 159 ngàn một set thôi mấy chị. Mã xám nè. Rồi cái này lên liền cho em mã kem dùng cho em, áo kem 49 ngàn dùng cho em. Lên liền em mã kem 49 ngàn. Lên liền cho em mã kem dùng cho em 49 ngàn dùng cho em. Kem nha mấy chị ơi nha, 49 ngàn cái set này dễ thương lắm mấy chị. Lên liền cho em mã kem dùng cho ai 69 cho 3 tròn. Lên liền em mã kem dùng cho em 49 ngàn dùng cho em. Trắng này hãy còn được đúng một màu trắng thôi. Hết màu đen rồi, màu đen lúc tối lai quá lố mấy chị ơi. Trắng 149 ngàn này. Lên liền cho em áo trắng 149 nha mấy chị ơi nha. Cũng là như hàng gì hết cơ, người ta bán 500-600 ngàn một cái đúng rồi mấy chị. Lên liền em mã trắng chữ dùng cho em ha. 149 ngàn dùng cho ai. Lên liền cho em mã trắng 149 ha. Mấy cái này các bạn đi lấy sỉ hàng 200-300 ngàn á. Lên liền em mã trắng 149 ngàn cho em đi. Lên liền cho em mã trắng dùng cho em 149 ngàn. Nhiều lúc mình bán hàng cao cấp á, mấy bạn đi mua hàng 600-700 ngàn á, bán 100+ ngàn. Lên liền em không có quá dài nha chị. Chị Tiên Huỳnh thôi, không có nha chị nha. Số 1 với Minh Tuyết. Rồi lên liền cho em mã áo 149 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã áo 149. Ê, con áo này đẹp lắm luôn á, 149 ngàn. Lên liền cho em mã 149. Chị nào cũng mua con này nè, chị nào có con này kia mua nè mấy chị nha, mấy chị yêu nha. Ít bữa lạnh mình đem ra mình mặc, mình khỏi phải đi mua, kiểu giống như là mình lạnh quá mình đi mua đặt mình mặc á mấy chị nha, mấy chị yêu nha. Con này xinh lắm nè, 149 ngàn dùng cho em. Tới lúc mà lạnh xuống là đi mua vừa đắt mà vừa hàng xấu nữa mấy chị. Lên liền cho em mã dùng có 3 số tài khoản cho trang biểu trong homepage em chị Minh Tuyết. Số nào không được chị nha. Lên liền cho em mã này nha mấy chị yêu nha, 149 ngàn. Lên liền cho em mã trắng 149 dùng cho em. Lông trắng dùng cho em ha, 149 ngàn. Cái này em còn được có mấy con thôi, lúc đó em like rất là nhiều rồi mấy chị. Nhưng mấy chị ơi nha, xịn sò lắm mấy chị ơi. Nè, bên trong của nó nè mấy chị, bên trong của nó lót bông trong đây nè. Nhưng mấy chị ơi nha, 149 ngàn quá trời rẻ luôn. Siêu siêu rẻ luôn mấy chị. Em còn màu đen nè mấy chị. Cái này là em có cả màu đen cho mình. Lên liền cho em đen nha mấy chị nha. Kèm size dùm em. Size S, size M, size L. Lên liền em mã đen dùng cho Hải. Đen nha mấy chị nha. Đen kèm size dùng cho Hải nè. Đây mấy chị nè. Đen kèm size, size S, size M, size L mấy chị. 3 size 100. Quên em xả mấy chị 99 ngàn chứ. Con này em like 119 nè, 119 á, 129 chứ. Đây mấy chị, em xả mấy chị 99 ngàn. Nó giống cái con màu xanh lúc nãy mà nó là màu đen nha. Rút dây bên hông như thế này cho mình nè. 99 ngàn kèm size dùng cho em. Lên size nha mấy chị nha. Size S, size M, size L. Lên liền em mã đen kèm size SML. Đen kèm size SML dùng trắng 14, lông trắng 14 chứ lúc nãy chứ hiền ruby. Lên liền cho em mã đen kèm size SML. Rồi set này siêu đẹp. Đen kèm size SML là với em 99 ngàn bây giờ. Cái gì không ạ? Cái nữa nè. Ủa nó đỡ bao nhiêu mình cho đoàn nè. Chị gì hi rú bây giờ lấy áo lông đúng không chị ơi? Đen rút 99 size L. Đen size L cho chị bóng bóng. Có nha. Đen cho chị S cho chị Nhi tròn trong đơn với song Thiêu Phạm.
Rồi lên liền em mã xếp này em xả luôn mấy chị 99 ngàn. Lên liền em mã đen 99 ngàn dùm chị. Lên liền em mã xếp đen 99 ngàn. Có được mấy xếp thôi nè. Ok chị Hiền nha. Đen hút xây ca à, xây lờ. Chị Nguyễn lấy thân ân vừa lấy xây lờ đúng không chị ơi? Ừ. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Đây lúc em còn xây mờ nữa. Đây mấy chị ơi, kèm tan cho mình ha. Cái xếp này đẹp lắm, 139 nè. Đã xả mấy chị 99 ngàn. Lên liền cho em mã dùng cho em size M dùng cho em ha. Lên liền em mã xếp đen size M 99 ngàn dùng cho em. Kèm cái tay nha, cái hàng này đẹp lắm. Size M dùng cho em 3 set. 3 set nha mấy chị yêu nha. Bao bì tách mát luôn. Rồi, chụp bố vô đây. Cho lấy liền mã xếp đen 99 ngàn cho em ạ. Lên liền em mã xếp đen dùng cho em 99 ngàn. Đây. Rồi lên liền cho em mã váy dùm cho em nè. Cái đen cho 9 ngàn chứ gì từng đã. Rồi lên liền cho em mã váy nha mấy chị nha. Váy này em sale nhanh cho mấy chị con váy này với giá là 69 ngàn. Lên liền em mã váy hồng 69 ngàn. Lên liền cho em mã váy hồng dùm cho em body hồng 69 ngàn hàng bôn. Ok chị nào ghé lấy chiều thứ năm ghé lấy hết giúp em ạ. Hàng bôn nha. Hàng bôi này em xả 69 ngàn nè. Em nhập vô giá là hàng 100 mấy nè mấy chị, 120, 130 nè. Mặt nhà nãy lai hoài luôn mà. Cái đen 99 cho Thanh Lê lại 93. Hồi nãy giờ hãy lai quá trời đồ mặt nhà luôn quá. Rồi lên liền cho em mã sơ mi sọc dùm cho em 39 ngàn. Lên liền em mã sọc 39 ngàn. Rồi bắt đầu em lên hàng một cái hàng đẹp không nè. Có lời Nguyễn lên thẳng hơn nha, với hồng 69 ngàn cho thì ông Nguyễn Ngọc. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 39 ngàn sơ mi sọc. Sọc 39 ngàn lên với em ạ. Sọc 39 ngàn như hình ruby. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em cá sấu dùng cho em nè. Nguyên cái cá sấu này em xả 89 ngàn. Lên liền em mã cá sấu 89 ngàn. Mấy chị ơi chia sẻ like tương tác đi. Bây giờ lên hàng một cái hàng đẹp không ấy. Từ 130, 140 thì em xả hết. Mấy chị để ý mấy cái hàng này nè. Cái hàng mà được trước mà em like mà cái hàng mà hàng LNG này kia hàng một cái mà em like 140 này kia. Mấy chị bây giờ còn một con này. Xả mấy chị 89 ngàn nè. Cái vải của nó cực kỳ đã luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã xếp xám 89 ngàn dùng cho em. Cá sấu 89 ngàn thơm Nguyễn. Nè, mấy cái set này nè mấy chị. Lên liền cho em 89 ngàn. Ghi liền cho em mã đen 89 ngàn dùm cho em. Lên liền em mã đen mấy chị. Nhìn cái quần thôi nha. Thật sự luôn cái set này xịn lắm mấy chị. Hàng này là hàng mà hàng bộ em like mà hàng mà kiểu giống như là hàng 140 này kia đó mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền em mã set xám dùm cho em nè. Đen xám dùng được các 89 ngàn. Lên mã xếp đen cho khỏi bị nhầm với mã nãy mã trước mấy chị ạ. Rồi lên liền cho em mã đầm 89 cho Huyền Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã đầm maxi trắng dùng cho em nè. Đầm maxi trắng size S nè mấy chị. Hàng LNG luôn em phải mấy chị 89 ngàn. Lên liền em mã maxi trắng dùng cho em 89 ngàn dùng cho em. Maxi trắng nha 89 ngàn dùng cho em. Rồi 39 ngàn đi dùng cho em mã áo lụa 39 ngàn. Lên liền cho em mã áo lụa 39 ngàn dùng cho em. Maxi trắng 89 ngàn cho nhỏ Vy. Rồi lên liền cho em mã áo lụa 39 ngàn có một con. Lụa 39 ngàn một con duy nhất. Rồi lên liền cho em mã yếm vàng nè mấy chị. Xả mấy chị set này 79 ngàn luôn. Lên liền em mã yếm vàng 79 ngàn có một con. Yếm vàng dùng cho Hải nha. 79 ngàn dùng cho Hải. Yếm vàng 79 ngàn. Lụa 39 cho Trần Gấm. Cắm bên anh nơi xin là khoảng 2% luôn. Rồi cái này hãy còn đúng một được 2 set nè mấy chị. Set này để đăng hình cho mấy chị. Vâng, 79 ngàn như Nguyễn Thị Tiên. Rồi cái này là set áo 24 này mấy chị, 79 ngàn. Một con áo khoác nè. Một con áo khoác nha. Xong rồi kèm cho mình một con áo nè. Đẹp chưa? Lên liền cho em mã dùng cho em
một áo khoác nha mấy chịu nha, kèm cho mình một con áo dây bên trong nữa, set 24 79.000. Lên liền dùng cho em mã sọc 79.000. Dạ rồi nha chị ơi. Lên liền cho em mã set 24 79.000. Rồi lên liền cho em mã áo hồng, em xả luôn mấy chị con này 79.000. Con này là hàng em like 120 nha. Xả luôn mấy chị 79.000 áo hồng. Áo hồng hàng NRN dùm cho. Sao em muốn 79.000 cho Lê Thị Ngọc Bích. Áo hồng hàng NRN. Sọc 24 79.000 cho Nga Liên. Rồi lên liền cho em mã áo hồng, xả luôn 79.000. Rồi quần ngố size S dùng cho Hải nha, xả luôn mấy chị luôn 79.000 luôn. Dạ rồi nha chị Trục ơi. Rồi lên liền em mã size S quần ngố dùng cho. À ship Đà Nẵng bao nhiêu hả? Mấy chị ơi, ship Đà Nẵng mua hàng nhiều thì tiền ship nha mấy chị nha, tùy theo ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho. Lên liền cho em mã này là mã ngố size S dùng cho, xả mấy chị 79.000. Con ngố này là hàng 129 nè. Đó là mã ngố 79.000 chưa? Còn cái này lên liền cho em mã 89.000 dùm cho em. Đi em mã ngố vòng lư. Chuột 89.000 dùm cho em. Lên liền em mã xếp chuột 89.000. Có xếp này mấy chị. Xếp chuột dùm cho em 89.000. 65 cái đổ lại em ok. Xếp chuột 89.000 cho em chị ạ. Đấy mấy chị ơi. Dài nha mấy chị yêu nha. Xả mấy chị cái xếp này 129.000 luôn. Lên liền cho em mã đen 129 dùm cho em. Chuột 89 nghe như dịu dịu. Rồi lên liền em mã đen 129. Đen 129 dùm cho em. Lên liền cho em mã đen 129. Đen 129 nha, có xét không? Lên liền cho em mã xếp đen 129. Đen 129 lên cho em ạ. Rồi cái này lên liền cho em mã xếp vest dùm cho em nè. Xếp vest xanh nha mấy chị yêu nha. Mấy chị gà nút lại dùm cho Hải nè. Cái set vest này đẹp lắm mấy chị. Lên liền cho em mã set vest xanh dùm cho em. Set vest xanh đen 129 cho Carol Lê Vương. Vest xanh dùm cho em 89.000. Lên liền em mã vest xanh 89.000 dùm cho em. Vest xanh 89.000. Chờ lấy chốt liền em mã vest xanh 89.000. Rồi con này là hàng Quỳnh Phú Design này. Xả luôn cho mấy chị set này 79.000. Lên liền em mã set trắng 79.000. Con này là chắc của nó là hàng linen đó mấy chị. Cái vải của nó là vải linen nha, nó không phải là cái hàng mà hàng tơ hay là hàng khác đâu mấy chị. Vải linen là mặc sướng lắm. Mấy chị nhìn cái tan hàng thôi là các bạn đủ biết là hàng xịn sò rồi. Cái hàng WP này nè. Với 89 cho hậu nè. Cái hàng WP này nha mấy chị nha, mấy bạn đi xem hàng mà người ta trải sàn, mấy bạn hot girl bán là cũng biết hết. Tôi liền chưa. Trắng 79.000 lên giúp em cho Trần Thảo năm không ai. Rồi lên liền cho em mã áo phong dùng cho em 69.000, phong xanh 69. Chốt liền em mã phong xanh 69.000 dùng cho. Ghi liền em mã phong xanh 69.000 dùng cho. Rồi cái này em có 2 set nè mấy chị, em xả cho mấy chị cái set này hàng 115.000 ha. Lên liền em mã 115 dùng cho. Lên liền em mã set hoa 115. Set hoa dùng cho em 115.000. Set này là xả lỗ sắc mặt luôn á. Lã ô nha mấy chịu nha. Xả lỗ sắc mặt là luôn. Lên liền cho em mã hoa dùng cho em nè. Set hoa dùng cho em ha, 115.000. Set trắng em hết rồi. Hoa 115 dùng cho em. Hoa 115 có 2 set nè. Lên liền em mã set hoa 115 dùng cho anh. Giờ lên mã set hoa 115 đó chứ em mấy chị ạ. Rồi lên liền em mã set kem 79.000. Trần Dương. Rồi lên liền em mã set kem 79.000 dùng cho em. Set kem dùng cho em ha, 79.000. Chào lấy kem chốt kem 79.000 có 2 set nè. Set kem 79.000 dùng cho em. Đây chị nào hỏi Maxi nè. Maxi trắng Huy Khang, Huyền Khang Nguyễn Khánh mới mã kem số tờ lấy cho em. Rồi lên liền em mã Maxi trắng 89.000. Trời ơi, 149 hay là 159.000, con này hàng to bao này, bây giờ xả lỗ cho mình luôn á. Bởi vậy nhiều lúc Hải cũng ưng về hàng to bao, hàng xịn đó mấy chị. Nhưng mà Hải bán rẻ quen á, mấy bạn cũng biết hàng to bao nhập rất là cao luôn á nha. Bạn nào order cũng biết nha. Lên liền cho em mã dùm cho. Nó siêu trắng 89.000. Siêu trắng cho chị Tuyền Hình. Mắt xí trắng cho Lê Phương Thảo. Ủa cái này sao?
lên liền cho em mã dùng cho em nha, mới chịu nha. Hoa cái gì toàn tiền. Sao cái này lên liền cho em, mã này là mã lụa dùng cho em nè. 89.000 dùng cho em, con này là mango. Mango nha, 89.000. Lên liền cho em mã hồng 89. Hồng 89. Lên liền cho em mã hồng 89. Ok. Anh lấy cái gì vậy? Lấy gì? Cái hoa đâu cho ai vậy? Cái còn tiền. Mỗi còn tiền lấy kem à. Lấy hoa lấy kem đâu? Hoa kem nhở? Rồi, toàn tiền gì? Đó là cái xích hoa 115.000 đúng không chị ơi? Oxy trắng em lấy 3 cái nha anh Vương. Oxy trắng nào? Ủa nãy chỉ có 2 cái thôi hết rồi. Rồi lên liền kem. Kem 79.000. Kem 79 cho toàn tiền. Rồi lên liền cho em mã này cho mấy triệu nha. Lên liền cho em mã dâm 119.000. Có con này mấy chị. Hôm qua em để lại một con mà bây giờ lò ra con nha. Lên liền cho em mã dâm dùm cho em. Dâm dùm cho Hải nha. 119.000 dâm trắng. Dâm này đẹp lắm mấy chế ơi. Xin ơi là xin luôn. Dâm trắng 119.000 cho em ạ. Rồi cái này lên liền cho em mã lụa dùng cho em nè, 129.000 bộ lụa dùng cho em. Lụa 129 có bộ nè. Sĩ cầm kiều và tài khoản lựa chọn thôi chị Trịnh Hoài Nguyên á. Nhưng mà bữa nay em đang sale á chị ơi. Bữa nay hàng sale không mấy chị ơi, bữa nay em sale hàng với lại bán toàn rẻ không mấy chị ơi. Rồi, ok chị Toàn tiền. Rồi lên liền cho em mã lụa dùng cho em, 129.000 dùng cho em nè. Ghi em mã lụa 129 hai dùm cho tốt kiên. Đây liền em mã lụa 129. Bữa nay em toàn xây nha mấy chị ơi, bán rẻ bè mấy chị. Dùm cho chị tốt kiên. Dùm 119. Rồi 85.000 đi dùm cho em mã hồng 85. Thật luôn mấy bạn đi lấy sỉ cũng không được giá này luôn á, hả thật ấy. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em, đi liền cho em mã hồng 85.000 cho mấy mã bồ hồng. Hồng 85 nha, chốt liền em mã hồng 85. Hồng 85 có set rồi mấy chị. Một set duy nhất nè. Rồi lên liền cho em mã áo dùm cho em. Mà em xả mấy chị 125.000 ha. Con áo này được chút em về gần tới 150 lận. Lên liền em mã 125, áo rinh 125 theo Mickey ở đây nè. Hồng 85 cho chị Diệu Diệu. Theo Mickey ở đây nha mấy chị Diệu nha. Theo dùm cho Hải nè. Hải xả mấy chị con này 125.000. Áo 125 bằng một con áo rinh bằng một con áo phông thôi. Rồi chốt liền cho em mã phong vàng dùng cho em. Phong vàng dùng cho em ha. Chốt liền em mã phong vàng dùng cho Hải 69.000 dùng cho em. Lên liền em mã phong vàng 69.000. Phong vàng 69.000 dùng cho Hải. Bùa lụa cho Hăng Hăng chị em. Bùa lụa chốt cho chị Hăng Hăng mã kèm số điện thoại giúp em ạ. Mới hả? Rồi lên liền em mã set đen dùng cho em nè. Xả mấy chị set này 79.000 luôn. Con này là hàng MLB, hàng theo cho mình nè. Theo nha. Nguyên set luôn 79.000. Lên liền em mã set đen 79.000 MLB hàng thun này mấy chị nè. Chị nào mà đang hỏi mấy cái hàng thun này chốt nha mấy chị nha. Tới xả là hết thun rồi đó, bắt đầu chạy hàng đông rồi mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em. Ghi liền cho em mã đen dùng cho em. Set đen thun dùng cho em 79.000. Rồi cái này là size S nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em, BBR dùng cho em. Đang 79 cho chị nhiều nhiều. BBR 79.000. Lên liền em mã set caro 79.000 size S thôi, set này mặc xinh nè. Lấy cái chân váy không mặc với áo len cũng đẹp nha. Lên liền em mã set BBR 79.000 luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 89.000. Lên liền em mã hoa 89.000, 55kg đổ lại men ok. Hoa dùng cho em ha. Lên liền em mã xếp hoa 89.000 dùng cho em. Hoa 89.000, chờ lấy hoa chốt hoa dùng cho Hải nè. Hoa dùng cho Hải ha, 89.000. Chờ lấy chốt liền em mã xếp hoa 89.000 dùng cho em. Xếp hoa nha, 89.000. Hết đen rồi mấy chị ơi. Đây, cái xếp BBR đó xinh lắm mấy chị. Bạn nào mặc size S này kia mua cái chân quái đó mà. Như xếp đó 79.000. Rồi lên liền cho em mã váy xanh dùng cho em, có con hàng CBS, xả mấy chị con này 99.000. CBS 99.000 dùng cho em.
Huyền Khang Nguyễn lấy mã kèm số điện thoại với em ạ. Mấy chị ơi, khách mới mã kèm số điện thoại mấy chị ơi. Có số điện thoại mới lên đơn được nha. Lên liền cho em mã váy 99.000 hàng CBS nè. Size M nha, cái tay của nó đây là theo cho mình này. Theo nha mấy chị yêu nha, chờ lấy thì chốt liền cho hả. Hoa 55 cái đũa lại chị. Rồi lên liền cho em mã NY 109 dùng cho Hải nè. Rồi cái set này đẹp lắm mấy chị ơi. Lên liền em mã 109 dùng cho em. Cái xanh đó chị Hoa Đặng. Rồi cái này ghi liền cho em mã set 109 dùng cho em. Phía sau cái này là nó theo nha. Set này đúng giá trị của nó, đúng đẹp luôn á. Rồi cái này lên liền cho em mã vàng dùm cho em. Xả mấy chị cái set vàng này 109 luôn. Set 109 cho chị Diệu Diệu. Lên liền em mã vàng 109 này. Vàng 109 cái này là nó là chân váy, nó có quần bên trong cho mấy chị ha. Kèm cái áo này. Xem chưa mấy chị. Đẹp quá ấy. Con áo này đi mua con áo kỹ cũng trên giá rồi mấy chị ơi. Trên giá 109 rồi. Lên liền cho em mã set vàng dùm cho em 109.000 luôn. 55 cái đổ lại men ok. Lên liền em mã xếp vàng nha mấy chị ha. Rồi lên liền cho em mã xếp xanh dùm cho em. Xả mấy chị 109.000 size S nè. Lên liền em mã xếp xanh 109 dùm cho ai. Xếp xanh dùm cho em ha 109.000 không. Chị không chốt thôi em coi phải có chốt đúng không nè. Tại vì em là 109. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Đi liền cho em mã xếp xanh dùm cho em 109.000 dùm cho em. Xếp xanh này là hàng 149.000 mấy chị. Size S dùm cho Hải Hè. Xanh dùm em mấy chị, nhìn cái quần của nó nè. Kèm áo cho mình nè. Áo của nó chắc siêu đẹp luôn. Siêu siêu đẹp nha mấy chị yêu nha. Lên liền em mã set xanh dùm cho em. Set xanh nha mấy chị yêu nha, 109.000. Lên liền em mã xanh 109. Nè, bộ này là nhiều chị hỏi em nè. 119.000. Lên liền cho em mã 119 dùm cho em. 119 size mấy chị 60 cái đổ lại nên ok. Ôi đẹp chưa. Mấy chị ơi lên mã đi mấy chị ơi, em ba mã 109 mấy chị chốt 109 là em không biết mấy chị chốt mã nào đâu. Lên liền cho em mã dùm cho em 119.000 dùm cho em. Em đọc ba mã liên tục 109 mấy bạn lên mã 109 rồi em biết chốt cái nào mấy chị. Xếp 119 cho chị Biro. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em, xếp kem dùm cho em 79.000 dùm em. Lên liền em mã xếp kem 79.000. Kem 79.000 dùm cho em. Lên liền em mã kem 79.000. Kem 79.000 có xếp con, chờ lấy kem chút kem. Xếp xanh 109 cho chị Ngọc Ánh. Này xếp trắng là lúc nãy chứ nào không có chốt được thì chốt cho Hải nè. Trắng 79.000. Trắng 79.000 này mấy chị nè. Cái set mà lúc nãy em có like cho mình rồi nên quần của nó là quần ống sung nha, kèm cho mình cái áo nè. Cái set này thật sự rất là đẹp, mấy chị được một con quần ống sung siêu đẹp luôn. Lên liền em mã set trắng 79.000, 55 cái đổ lại ok. Set xanh hết rồi chị Thanh Lê ơi. Hết xanh rồi chị. Rồi lên liền cho em mã áo 39.000. Áo kem 39.000 dùm cho em. Lên liền em mã kem 39.000. Nút ở đây nha, có cổ như thế này cho mình. Kiểu áo ba lỗ nhưng mà có cổ mấy chị, đẹp chứ. Con này mặc mấy cái kiểu này mấy chị. Lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền em mã áo kem 39.000. Cái kem 39 lúc nãy chị Nguyễn Thùy Trang. Áo 39 như chị Bi luôn. Rồi con váy này kèm cái tay nha. Lên liền em mã váy kem dùm cho em nè. Váy kem 89.000. Váy kem 89.000 size L. Lên liền em mã váy kem 89.000 size L. Cái này nó kèm cho mình một cái tay nè. Một cái tay nha mấy chị nha. Vỉa bạn cài lên nè. Lên liền em mã váy 89.000 size L. Rồi
Rồi lên liền cho em mã quần xanh dùm cho em 69 ngàn. Quần xanh 69 ngàn. Hiền Nguyễn nhé. Hiền Nguyễn nào chế ơi. Hiền Nguyễn số điện thoại máy chị ơi. Nhà em máy Hiền Nguyễn là nó chị cho em xin số điện thoại quá. Lên liền em mẫu quần xanh dùng cho em 69 ngàn dùng cho em. Thì nghiễn số mấy á chứ. Rồi lên liền cho em mã đầm hồng 69 ngàn. Cứ dùng cho em mã đầm hồng 69 ngàn. Lúc nãy em có like màu trắng mà hết trắng rồi. Hết trắng rồi nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Cứ liền cho em mã đầm hồng dùng cho em. Đầm hồng dùng cho Hải nha. 69 ngàn đầm hồng. Nè. Cái phone đầm này lên xinh lắm mấy chị ơi, mặc cái tai của nó nè mấy chị. Lên liền em mã đầm hồng. Hồng 69. Hồng 69 nha chị, cỡ bóng lá. Rồi lên liền cho em mã đầm body dùng cho em. Đầm body 69 ngàn, đầm bi nhưng mà size S thôi nha. Đầm bi size S 69 ngàn, có mốt ngực cho mình luôn mấy cái này mà mặc khoác mấy con cardigan vô nữa thôi. Hoặc là mấy chị mặc không mặc dây được mình chuyển thành yếm á. Mình mặc với lại mấy cái áo mà mấy cái áo sơ mi bìu này kia, mấy chị tay bồng này kia. Mặc mấy con này rất là xinh luôn á. Lên liền cho em mã bi 69 ngàn. Rồi lên liền em 69 ngàn, lên liền cho em mã đầm vằn dùng cho em. Đầm vằn 69 ngàn, size S thôi mấy chị, 52 cái đổ lạnh em ok. Lên liền em mã đầm vằn 69 ngàn dùng cho em. Đầm vằn 69 ngàn, chờ lấy đầm vằn chút, đầm vằn 69 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền em mã xếp trắng dùng cho em, 79 ngàn nè. Xếp trắng kiểu nè mấy chị. Xếp trắng kiểu nha mấy chị nha. Con áo của nó này, con áo này mấy chị mặc quần tây á. Em thấy mặc với lại quần tây này kia mấy chị. Mấy cái quần tây ống len này kia mấy chị thấy con này trong mấy cái hàng design á. Nó sẽ có nha mấy chị nha. Mấy con áo trắng mọc khoét như thế này nè mấy chị nè. Xinh xinh lắm luôn á cho mấy chị nha. Giờ lấy chốt liền em mã xếp trắng 79 ngàn có xếp không. Xếp trắng nha mấy chị nha, 79 ngàn. Xếp trắng 79 cho chị Bích Phương. Rồi lên liền em mã xếp đen Chanel 79 ngàn dùng cho em. Đen Chanel dùng cho em ha, 79 ngàn dùng cho ai. Lên liền em mã xếp đen Chanel nha mấy chị nha. Xếp đen Chanel 79 ngàn, phone mấy chị nào mà 55 cái đổ lạnh em ok. Lên liền em mã xếp đen Chanel dùng cho em ha, 79 ngàn. Đen Chanel 79 ngàn, gì vậy? Hả? Cái gì vậy? Đồ lấy mua đi chứ. Dạ rồi. Lấy mua mà đi cho má không được, đưa con. Thế anh đó. Bánh đông tố đâu đó. Dưới trả xuống đây. Xếp đen 79 như chị Trần Lan. Bỏ sướng lớn mà hết bùa bà Lan. Đây đâm vào quà. Rồi lên liền cho em mã chân vái dùng cho em 39 ngàn. Trời ơi. Chân vái nha. Em ở trong cái góc đó là cái gì cho mình nói. Em lên xe ra coi. Ờ, nó có quần hả? Đang đem là quần hả? Đưa lại cho đi. Ủa có chân vái xếp đi dài nữa hả? Lên liền em mã chân vái. À, xếp đen nào chị ơi, xếp đen đó là 58 cái đổ lạnh em ok. Lên liền em mã 39 ngàn. Chân vái 39 ngàn. Mua chân vái này về may mấy chị cố với lại áo phong này kia đẹp lắm. Hàng to bao. Đây mấy chị ơi, để hai lên chân vái dài này. Mua 39 ngàn lên giúp em cho Ngọc Anh. Lên liền em mã chân vái nè mấy chị ơi. Chân vái này em tặng mấy chị 59 ngàn luôn nè. Lên liền em mã chân vái đen 59 ngàn. Chân vái đen dài. Thôi bữa nay vô mùa này bán sale cái này cho vui. Hết bữa đi nhập là không có. Hết bữa đi nhập là không có. Mà bây giờ đưa đem ra lên cho mấy chị này. Tại vì cái này là hàng bữa trước em về để em bán mùa đông ấy. Mấy chân vái xếp ly đen này nè mấy chị. Chị nào cũng phải có hết nha.
59 ngàn. Lơ liềm em mã chân váy đen SML trên L gì mang được á. Mấy chị mua đi, 59 ngàn. Chân váy đen 59 ngàn. Trời ơi, chân váy hoa với 39 ngàn. Chân đen 59 ngàn cho chị Mai Nguyễn. Ủa, chân váy đen 59 cho không phải 39 gì Mai Nguyễn ơi. 59 ngàn. Chân váy đen 59 ngàn cho Thùy Linh. Thấy có áo bò ra này. Chân váy đen 59 ngàn cho chị Ngọc Bánh ba con. Mấy cái thằng đó đem ra còn mấy con mấy con. Chân váy đen 59 ngàn lên giúp em ạ. Cho chị Mai Nguyễn, chú đen 59 cho Trúc Cầm, chú đen 59 ngày cho Mã Nhân, chú đen 59 ngày em chỉ còn một con cuối cùng thôi mấy chị ơi. Còn không nhỉ? Còn. Đây mấy chị. Chú đen 59 cho Châu Phương còn bao nhiêu con? Em còn một cái lốc khăn này này. Hay là để mình xài nó đi, bán chi. Đây đây mình còn mấy con. Chú đen 59 10 con cho Lê Phương Thảo. Lê liềm cho em mã khăn dùm cho em. Khăn nha, khăn này em bán tặng. Chú đen nha Khánh Đoan. Khăn này em bán tặng với chị 59 ngàn. Cái này hai con ha, một con dài, một con to, một con nhỏ. Không mà dài chị nhớ còn đó. Dài đó, dài còn 10 con nữa. Không. Dài còn không? Còn 10 con đó hả? Không, dài nhớ chị nhớ được. Chứ chị về, bữa trước chị về lấy xe, chị về nhiều lắm rồi, 50-60 con lần á. Thôi chốt đỡ hơn đó thôi đi. Chị Khánh Đoan ơi, chỗ bảo khác với em còn chú mới đen thì mấy chị chả? Hãy giờ hãy không biết nó ở đâu mấy chị ơi. Hãy không biết nó ở đâu. Chứ bữa trước hãy về tới 100-200 con lận. Tại vì hãy để dành bán đông phải xe để 59 ngàn có con thôi. Giờ em dịch không cái con 59 ngàn cho bờ buôn. Ở trong gấp đó cái gì mà bán một cái rồi đi. Còn hàng nhiều thì để lại. Rồi lên liền em mã chân quái này em cũng bán tặng cho mấy chị 69 ngàn. Chân quái này em bán 69 ngàn. Chân quái này mấy chị không cần lên size nha. Nó chung như thế này nè. SML để mang ok. Lên liền em mã chân váy dùng kem chân váy ngắn đi. 7 à, bao nhiêu? 79. 69 ngàn đi. 69 ngàn chân váy ngắn này em bán 69 ha. Giờ lấy chút liền em. Nó giống gì? Cái chân váy này em hai mặt nhất luôn á. 69 ngàn chân váy tầng nha. 69 ngàn dùng kem. Lên liền em mã chân váy 69 ngàn. Chân váy nói bạn đi mua 125 ngàn á. Đi mua 125 á. Em bán 69 ngàn. Rồi váy vàng này một con hả nhỉ? Không chị nhớ một con ở chỗ kịp nãy. Chân váy 69 ngàn cho Nguyễn Thị Thanh Na. Rồi lên liền em mã váy vàng dùng cho em xả luôn mấy chị. Chân váy 69 ngàn cho chị à. Vàng 89 ngàn. Nhung Trần. Lên liền em mã váy vàng 89 ngàn. Chân váy 69 cho Nguyễn Sô Vi Hiền. Chân váy 69 cho Trần Gấm. Váy vàng 89 ngàn có một con này. Lên liền em mã váy vàng 89 ngàn. Váy vàng 89 ngàn một con duy nhất. Ôi hưng hà tóc hai đôi này thôi em tặng luôn nè mấy chị 10 ngàn một đôi nè. Giờ lấy tóc đi, tóc dùng cho em 10 ngàn một đôi. Hai đôi nè, hai đôi 20 ngàn. Vậy nào uống lấy tóc một chút, tóc nâu á. Với vàng bao nhiêu quên rồi, 89. Với vàng 89 nhà cho Thái Hiền. Một con của chị ơi. Áo chị mặc có. Áo chị mặc là 4. Áo chị mặc là 89 ngàn. Này tên cho mấy chị. Này có cái quần ngố này. Quần ngố này mấy chị, mà quần ngố này quần ngố đan nha. Quần ngố này em quần ngố hộp đúng không em? Quần ngố hộp này mấy chị. Quần ngố hộp mà nó mất cái hộp đi đâu mất tiêu rồi mấy chị. Lên liền em mẫu quần ngố dùng cho em bán tặng mấy chị 39 ngàn luôn. Quần ngố hộp này em lai 69 ngàn á, chứ không phải là quần ngố 35 ngàn đâu nha. Có 10 ca cho Hồng My. Quần ngố này nói thật luôn, hàng nào dạng như là hàng như thế nào là em nói như đó nha. Quần ngố này mặc nó sẽ đanh hơn hàng 35 nha mấy chị nha. Hàng 35 thì không có về nữa rồi. Cái quần ngố này quần ngố hộp á. Hàng nào hàng 69 này 79 gì đó. Quần ngố này mặc sướng lắm. 39 ngàn luôn. Rồi set này em có duy nhất một set này mấy chị. Bỏ cái vật luôn đi, bỏ cái nó vô trang được rồi. Rồi cái này lên liền em mã set này em xả mấy chị 89 ngàn. Lên liền em mã set đen 89 ngàn gì vậy. Ngố này có một con thôi hết rồi. Ngố hộp đúng chứ. Ngố 39 lên giúp em ạ. Ngố hộp là cái ngố mà ngố hộp. Ngố 39 như bất hợp.
ngố mấy bạn hốt cơ người ta la, người ta ngố là ngố Hàn hay ngố Korea gì đó mấy chị, nghe mấy chị nha, mà em hốt rồi. Rồi lên là dùng cho em mã xích đen, dùng cho em xích đen 89.000 có xếp thôi, 65 kg đổ lại mẹ ok. Hay là gì đi. Rồi lên liền mấy mã áo 39.000 dùng cho em. Áo 39.000 có một con này mấy chị. Áo đen, đi liền lên mấy mã áo 39. Áo 39.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã áo 39. Cái đen 89.000 vô thì vô miệng không? Rồi lên liền cho em mã áo len nâu nè. Đây con này chuẩn bị thôi mấy bạn sẽ đi mua với giá là 100, 130. Lên liền cho em mã 49.000. Lên liền em mã áo nâu 49.000 dùm cho em. Đi dùm cho em mã áo nâu 49.000 dùm cho em. Áo nâu 49.000. Áo đen 39 cho chị à. Tôi mở áo đen 39 cho em ạ, à, cho thấm hình. Áo nâu 49.000. Lên liền cho em mã nâu 49.000. Len nâu 49.000. Lên liền em mã len nâu 49.000. Lên nâu 49.000 là giúp em cho Nguyễn Xuân Hằng. Nâu 49 cho Thùy Linh. Còn em có một con quần 59.000. 52 kg đổ lại ok. Lên liền em mã quần 59. Nâu 49 Nhung Trần. Lên liền em mã quần đen 59.000. Chị Nhung Trần ơi, chọn thêm thì cọc với em ơi, cho em một tài khoản cái chốt tiếp chị nha. Nâu 49.000 cho chị Trinh Trinh. Nâu 49.000 cho Lê Phương Thảo 5 con. Lê Phương Thảo ơi, bên em chọn số lượng nhiều thì cộng với anh em ha. Cộng với anh được cho tiếp ha. Nâu 49.000 cho Lê Ly. Lê Ly em mẫu quần 52 kg đổi lạnh em ok 59.000. Nâu em hết rồi. Rồi 79.000 kèm màu dùm em, kem với hồng. Kem và hồng dùm cho em. Kem và hồng nha mấy triệu nha. Lên liền dùm cho em mã dùm cho ai. Quần đen nó lưng chung ở phía sau á chị. Cho em hồng. Rồi lên liền dùm cho em mã set lụa hồng của kem 79.000. Lụa kem màu kem hồng 79.000 ạ. Lụa kem màu kem và hồng 79.000. Lấy mấy bộ lụa này mang nè, chứ nào hỏi em có bộ lụa nhẹ hay không nè, chốt đi. Bữa like, bữa lại không có. Rồi cái liềm em mã quần xám dùng cho em. Quần xám này em xả mấy chị 49.000. Quần xám này nó không phải là như cái hàng của mình đâu nha mấy chị. Cái mấy chị nhìn cái vải bên trong của nó nè. Kem 79.000 cho bờ bôn. Nha. Bao nhiêu nè? 79. Cái này. Quần đó 59 nè. Quần đen 59 cho chua ngon. Nè mấy chị nè. Lên liền em mẫu quần xám dùm cho em. Quần xám nha mấy tình yêu nha. 59.000. Rồi lên liền cho em mã con áo nè. 39.000. Lên liền cho em mã áo 39.000. Nhưng mà cái này bạn mặc size S thôi nha. Mặc size S thôi. Lên liền cho em mã áo kem 39.000. Ok, 39.000 là giúp em ạ. Rồi cái này lên liền cho em mã gấu dùm cho em 89.000. Gấu đen 89.000 dùm cho em. Lên liền em mã set gấu đen 89.000. Set gấu đen nha mấy triệu nha, 89.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã gấu đen à, like lúc tối tối ngày ni em vẫn chưa thấy sốt gọi. Nhà Hải gom đơn tới thứ 5 lận đó chị Phương nha. Nhà Hải tới thứ 5 nhà Hải mới đi đơn. Thứ 5 nha, thứ 5 mới đi đơn nha. Lên liền em mà gấu đen. Thứ 5 mới đi đơn nha. Gấu đen 89.000. Gấu đen 89 cho Minh Tuyết. Rồi lên liền cho em mã váy rinh dùng cho em 99.000. Size S. Lên liền em mã váy rinh 99.000. Ok, Lê Phương Thảo nhận được rồi. Váy rinh 99.000 size S dùng cho em. Váy rinh này đẹp nè mấy chế ơi. Váy rinh này các bạn order tao bao hàng 300-400.000 đó. Hàng đó họ. Nha. 300-400.000 mới có được con váy rinh đó.
bán 99.000 xả lỗ này. Với lên 99.000 diễm phúc. Rồi cái này lên liền mây mã xếp kem, dùng kem 89.000 xây mòn. Lên liền mây mã xếp kem 89.000 xây mòn. Xếp kem 89.000 xây mòn dùng kem. Lên liền mây mã xếp kem 89.000 xây mòn. Hãy có nhiều khách lắm nha. Manh cô hãy chưa like đâu chị ơi. Nhiều khách là ví dụ như là biết vô mùa này là bắt đầu hãy sẽ like quần rinh dài nè. Quần rinh dài cô ba nè. Và tới lúc như thế này là mấy bạn kem 89.000 lên giúp em ạ. Lên liền dùng kem mã dùng kem mỏng biết năm nay có hay không mấy chị ơi. Tại năm nay quần rinh người ta không có ra mẫu gì hết trơn mấy chị. Không có ra như mấy năm trước là ra rinh nhiều mấy chị. Năm nay không thấy ra rinh gì hết nên là không biết là năm nay có được rinh lẻ size để cho về cho mấy chị hay không. Lên liền cho em mã áo phong dạo quang dùng cho em. Phong trắng 69.000. Biết là có hay không. Áo trắng 69 với chị nhiều nhiều. Rồi lên liền em mã áo sọc dùng cho em. Áo sọc nha mấy chị nha, 39.000. Lên liền em mã áo sọc 39.000. Lên liền em mã sọc 39.000. Ôi mẹ chế ơi, lấy bộ lây nền này mang nè nha. 99.000, lên liền mẹ mã kem 99.000, ê đẹp đẹp. Cái hàng này, cái vải của nó đúng tình tiền nào của đó luôn. Nè, mình cũng ưng nhập mấy cái hàng này về like. Hot girl người ta bán 300-400 ngàn, mình bán 100-200-300 cũng được. Xả 39 cho chị Trần Dương. Bây giờ em xả mấy chị 99.000. Xách kem dùng cho em 99.000, hãy nói thật ấy. Cái hàng này bộ nó đẹp lắm mấy chị ơi. Mấy bạn mà có tiếng người ta toàn bán mấy trăm ngàn một bộ thôi, 300-400 ngàn, mình bán 100-200-300 được rồi mấy chị. Bây giờ em sale 99.000 vàng dùm em, vì chốt được một set đồ trẻ nên mình không trộn thêm được. Thanh Lê, xã đơn của mình sẽ xanh nha, cảm ơn vì mình chốt được một set đồ trẻ nên mình không chốt thêm được. Ủa chị đâu có chốt, có đơn chưa? Lên liền cho em mã dùm em. Kem 99 sáng lưu lại luôn đi em, bấm lưu chị Thanh Lê, nó nguy hiểm vô luôn đi. Xếp kem cho chị Chu Ngân. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, vàng dùng cho em nè. Lên liền em mã set vàng nha mấy chịu nha. Set vàng dùng cho em, xả mấy chị 99.000 luôn. Lên liền em mã set vàng 99.000 dùng cho em. Em thật mấy chị luôn ấy. Em like nó nhiều mẫu như thế này mà mấy chị kêu là mấy chị mà trộn không được hàng nữa thì thôi. Em nói mấy chị đi mua chỗ khác thì mấy chị không biết sao luôn á. Em thật ấy. Em xả hàng là em, với lại em có like hàng xả hay là các em có like hàng mới gì em cũng like rất là nhiều mã luôn. Ngày nào em cũng lên siêu siêu nhiều mã luôn á mấy chị nha, mấy chịu nha. Mà trong một like mà bảo là không chốt được hàng thì em chịu nha. Thật sự là rất là khó tính và không biết mua đồ ở đâu đâu mấy chị nha, mấy chịu nha. Lên liền cho em mã vàng dùng cho em. Xếp vàng 99.000 dùng cho em ha. Hàng này luôn nha mấy chịu nha. Hàng LNG luôn. Lên liền em mã xếp vàng dùng cho em. Vàng dùng cho em. Lên liền em mã xếp vàng 99.000. Rồi ghi liền cho em mã caro dùng cho em nè. Caro dùng cho em 79.000, con gấu caro 79.000. Lên liền cho em mã gấu dùng cho em. Gấu dùng cho em ha, 79.000 dùng cho. Lên liền cho em mã gấu 79.000. Gấu 79.000, hãy có một con nè mấy chị. Một con duy nhất nha, chờ lấy gấu chút gấu dùng cho em 79.000. Gấu 79 dùng cho em. Lên liền cho em mã gấu dùng cho em. Lên liền em mã trắng 79 dùng cho ai. Trắng 79.000 dùng em ha. Gấu 79 cho chị Huỳnh Thị Thu Phương. Đơn này vô nhiều hả? Ủa thứ năm hãy đi mà. Lên liền cho em mã dùng cho em. Trắng dùng cho em. Lên liền em mã sơ mi trắng 79.000 có con. Lên liền em mã sơ mi trắng 79.000. Mấy chị ơi đơn đi bình thường rồi hãy không có gom nữa nha mấy chị nha.
đơn đi bình thường rồi, hãy không có gom nữa mấy chị ơi. Gom mấy bữa là không có đi đơn được đó mấy chị, tại vì là người ta chỉ nhận đơn bao nhiêu ký đổ lại thôi mấy chị. Rồi lên liền em mã xanh dùng cho em nè, xanh 69.000. Lên liền em mã áo xanh 69.000 dùng cho em, phong xanh 69. Lên liền em mã phong xanh 69.000 dùng cho ai, chốt liền em mã phong xanh 69 nha. Chờ lấy phong xanh, chốt phong xanh dùng cho em, phong xanh dùng cho em. Lên liền em mã phong xanh nha mấy chị nha, phong xanh dùng cho ai. Màn chậm ghê luôn. Rồi lên liền cho em mã áo cam, xả luôn cho mấy chị 69.000 luôn, cam đá 69.000. Hải ơi, còn đơn ra Sài Gòn hàng về hay gửi tiếp vậy em. Là đi tiếp á chị ơi, để hãy hố người ta nha. Hết sơ mi gấu rồi chị Gali Vương ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, ghi liền cho em mã cam thỏ dùng cho em, áo đá thỏ dùng cho em này, xả mấy chị 69.000 luôn. Lên liền em mã thỏ 69.000. Hãy đi tiếp á chị, mà chắc là nó bị giờ bữa nay Sài Gòn bưu điện người ta mở ra rồi mấy chị, nên là đi hàng được rồi. Rồi lên liền cho em mã 89.000 này, lên liền em mã số 10 89.000 dùng cho ai, đi dùng cho em mã số 10 89.000. Cam thỏ cho chị Thúy Nguyễn NT. Lên liền em mã số 10 dùng cho em, mã số 10 89.000 có được 2 bộ 60kg mang ok. Mã 10 trời ơi, sếp này bán lỗ luôn. Lên liền cho em mã 11, em xả mấy chị 99.000 luôn. Mã 10 cho chị Lê Ngọc Thu. Rồi lên liền cho em mã 11, xả luôn mấy chị 99.000 hàng này nha, bao bì tát mát luôn. Lên liền cho em mã 11, mã 11 nha, xả mấy chị 99.000. Áo xanh sao chứ nhắm lại cho chị Phương Nguyễn 11, 55kg đổ lại nên ok. Lên liền cho em mã 11, 99.000. Mấy chị nào có đơn mà chưa đủ đơn trên 100.000 á, mấy chị cố gắng trộn thêm dùng cho em hả. Tại vì em gom tới thứ năm em mới đi đơn, là em like tối nay nữa mấy chị nha. Tối nay rồi ngày mai nữa nha mấy chị nha. À, ngày mốt em đi đơn cho mình nên mấy bạn cố gắng chọn đơn hè. Lên liền em mã hoa 79.000, sơ mi hoa 79.000 dùng cho em. Cái sách xanh hàng LNG đẹp lắm mấy chị. Hoa 79 đây. Hoa 79 cái gì Thảo Na. Lên liền cho em mã dùng cho em, ghi liền cho em cái mã này là mã 115 dùng cho em, có 2 set nè, 2 set 115. Lúc nãy chị nào không có chốt được thì lên liền cho em nè, 115.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 115 nha. Lên liền cho em mã 115, 115.000 dùng cho em. Hôm này mấy chị nào 55kg đổ lại men ok nè. Lên liền cho em mã 115 nha mấy chị nha, có được có 2 bộ thôi, ở trong của nó có lót luôn cho mình luôn á. Cái bộ này chắc đẹp lắm mấy chị ơi, hai con nhất. Rồi lên liền cho em mã váy 89.000 dùm cho em nè. Ghi dùm cho em mã váy, cái này bầu bì mang ok 89.000. Lên liền cho em mã váy 89.000 hàng này mấy chị ơi, LNG luôn. Em sao giờ toàn like cái hàng này không mấy chị ơi. Giờ cuối like rồi em lên mấy cái hàng này, em xả rẻ mà mấy chị cũng không chốt luôn á. Đầu like vô là không có đâu mấy chị ơi nè. Bộ hoa 115 cho chị Kim Tâm Trung. Lên liền em mã váy 89.000. Trời ơi, 120, 130 xả mấy chị 89.000. Thì sợ váy này rất là đẹp luôn mấy chị. Lên liền em mã ngố, em tặng mấy chị 59.000 kèm size SM. Lên liền em mã ngố kèm size SM dùm cho em. Ngố kèm size SM có 2 con này mấy chị. Lên liền cho em mã ngố kèm size SM. Em xả luôn mấy chị con ngố này 59.000. Lên liền em mã ngố kèm size 59.000 kèm size SM. Từ em rút mà có đơn.
Anh Liêm em mã ngố kèm size SM dùm cho em. Em chốt gì nào có đơn nha, mấy bạn cố gắng chọn đơn trên 100.000 dùm cho Hải nha. Nãy dưới đây nó có con sơ mi hoa được. Nhỏ vây SM luôn đi em. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em này. Đi liền cho em mã sơ mi hoa dùm cho em, xả mấy chị 79.000 luôn. Lên liền em mã sơ mi hoa 79.000 dùm cho em. Lên liền em mã sơ mi hoa 79.000 này. Sơ mi hoa nha, 79.000 có không con? Cho chị cục này lên, cục đen đen này lấy gì đi nè. Cục này mới là hàng siêu phẩm luôn nè. Chị nào ưng mấy cái bộ này thì chốt liền nè. Mấy cái bộ này là mặc ở nhà dễ thương, siêu dễ thương luôn. Nè, thương chưa? Cái này em có màu xanh, màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Cái này cũng có mỗi thứ một bộ luôn á mấy chị. Đợt trước hãy bán là hàng 129 ha. Để xả mấy chị cái bộ này 99.000 ha. Chèo lấy thì chốt đi dùm cho hãy. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Lên liền cho em mã caro kèm màu. Mấy cái bộ này xinh lắm mấy chị ơi. Mấy chị thấy có nhiều bạn người ta bán một cái áo không á mấy chị. Lên liền cho em kèm màu ha. Màu xanh, màu đỏ và màu vàng dùm cho hãy. Xanh đỏ vàng nha mấy chị nha. Mỗi thứ có một bộ nè. Chào này nó lấy màu gì của mình màu đỏ dùm cho em. Mấy cái bộ này nhìn cưng lắm mấy chị ơi. Vải của nó đẹp lắm. Lên liền cho em kèm màu dùm cho em ha. Mấy bộ này xinh xỉu luôn đó mấy chị ơi. Thôi thôi xanh vàng cho chị bóng bóng. Rồi cái này là size S dùm cho em. Xả mấy chị 99.000. Lên liền cho em mã dùm cho em 99.000. Đi dùm cho em mã xếp 99.000 dùm cho em. Lên liền em mã set ngố 99.000 kèm đai. Set ngố 99.000 dùm cho em ha. Lên liền em mã set ngố 99.000 dùm cho em. Cái rô đỏ với dịp kim tâm trương. Lên liền em mã set ngố 99.000 size cho mấy chị size S. Đây hàng này luôn nè, nguyên cục này nè. Lên liền em mã váy xanh 89.000 nè. Lên liền em mã váy xanh 89.000 toàn hàng xịn không mấy chị ơi. Con này trên 120-130 không á, xả mấy chị lá lỗ luôn á. Lên liền em mã váy xanh dùm cho. Váy xanh nha cả nhà nha, 89.000 đẹp lắm mấy chị ơi. Váy xanh 89.000. Bộ này là nhức nách luôn. Hết vàng xanh rồi chị ơi. Giờ lấy váy xanh, chốt váy xanh cho khỏi nhà. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em nè. Mã số 15 dùm cho em, 99.000 luôn. Trời ơi, 129.000 nè mấy chế ơi. Mấy cái này mấy bạn bán suốt mà mấy bạn còn chê nữa thì thôi á, thật sự luôn á nha. Nè. Đừng nói cái em sale 99.000 là còn đắt nữa thôi luôn á nha mấy chế nha. Lên liền em mặc sách kem 99.000 dễ thương nè. Cái áo của nó đẹp lắm, full babido nữa mấy chị. Rồi lên liền cho em mã vest dùng cho em, set vest xả 99.000 luôn. Em thấy chị Huyền Ngọc nha. Lên liền em mã set vest. Lên liền em mã set vest 99.000 luôn mấy chị. Lên liền em mã vest xanh dùng cho em nè. Vest xanh dùng cho em. Bộ kem 99 với chị bé nhỏ. Lên liền em mã vest xanh dùng cho em 99.000. Vest xanh này là hàng 135. 60kg đổ lại em ok. Lên liền em mã vest xanh. Rồi cái này lên liền cho em mã đen dùm cho em nè, 99.000 luôn. Lên liền em mã váy đen 99.000. Váy đen 99.000 hàng nhà Ngâm Ngọc. NGN dùm cho em. Cái vest này là hàng 2 lớp nha. Lên liền cho em mã vest dùm cho em. Quên, lên liền em mã váy đen chú lộn. Váy đen dùm cho em nha. Quý đen này 99. Rồi cái này lên liền cho em mã đầm bí dùng cho em nè. Đầm bí dùng cho Hải nha, 39.000. Lên liền em mã đầm bí 39.000 có không con?
này toàn hàng trên 100 mấy ngàn thôi. Rồi lên liền cho em mã vest nâu em xả mấy chị 89 ngàn nè. Lên liền em mã vest nâu 89 ngàn có không? Em có vest nâu với em có vest kem 89 ngàn ăn lỗ luôn. Bí 39 cho chị thật trao. Rồi em có màu nâu và em có màu kem 89 ngàn. Trời ơi, áo vest bán 89 ngàn với lại nuôi trời. Lúc nãy chị có xách kem. Cái nhỏ có kem rồi em. Có kem rồi nha. Rồi lên liền em mã đỏ dùng cho em. Xô đỏ dùng cho em 89 ngàn. Lên liền em mã xách xô 89 ngàn dùng cho em. Lên liền em mã xách xô 89 ngàn. Có duy nhất được có hai con này mấy chị. Cái này tai cánh tiên dùng cho em. Vải này vải xô mấy chị. Vải xô cho Hải nha. Quần của nó này mấy chị 50% phía sau là chung nha. Vải xô ấy đẹp lắm. Lên liền cho em mã xách xô dùng cho em ha. Xách xô dùng cho Hải 89 ngàn dùng cho em. Lên liền em mã xách xô 89 ngàn. Có hai con này mấy chị. Đỏ 89 với chị mã nhân. Rồi ghi liền cho em mã rinh dùng cho em. Xét rinh 89 ngàn. Lên liền em mã xét rinh 89 ngàn. Xét rinh dùng cho em 89 ngàn dùng cho em. Xét xô 89 với chị Nga Mâm. Lên liền em mã xét rinh 89 ngàn. Ê, cho chị cái xét hoa này giúp nhỉ. Thôi để chị nói. Rồi sách này bơm chiếc ra hình như còn sáng trăng. Ôi sách này đẹp nè mấy chị. À sách trinh, chị lấy sách trinh, chút sách trinh dùm cho này. Nè yeah. Sách này xinh nè mấy chị ơi, 79 ngàn. Lên liền em mã kem. Lên liền em mã set nâu đi 79 ngàn. Thì set này đẹp lắm, 9 ngàn có chờ rẻ luôn. Mà vải đẹp lắm mấy chị nghe. Cái set mà hàng 100, 129, 139 á thì hãy bán rẻ que rồi mấy chị. Tới lúc hãy sale hãy toàn sale lỗ không à. Đâu 79 với chị Nga Mông. Đâu 79 với chị Bóng Bóng. Rồi cái này lên liền em mã set nơ dùng cho em xả mấy chị 89 ngàn nè. Nơ 79 với chị Nguyễn Hạnh. Rồi lên liền em mã set nơ 89 ngàn. Nơ 89 ngàn dùng cho Hải. Lên liền em mã set nơ 89 ngàn dùng cho Hải nè. Nơ 89 ngàn, chào lấy nơ chút nơ 89 ngàn dùng cho. Lên liền em mã set nơ 89 ngàn. Em inbox địa chỉ cho chị đi. Lên liền em mã set nơ dùng cho Hải nè. Nơ nha. Nơ 89 ngàn dùm cho, có 2 cái nữa. Rồi 69 ngàn. Lên liền em mã xếp xanh 69 ngàn dùm cho. Xếp xanh 69 ngàn. Lên liền em mã xếp xanh 69 ngàn dùm cho. Xanh 69 ngàn, chả lấy xanh chút xanh 69 ngàn. Xếp nơ đẹp lắm mấy chị. Chị Thanh có đơn chưa? Chị Diệp Thanh ơi, cọc đi rồi chốt chị ơi, nhiều rồi. Cọc đi rồi chốt chứ ơi. Rồi cái này là size của Hải đang cầm là size S nè. Nguyên cái set này luôn Hải xả mấy chị giá là 99 ngàn nè. Lên liền em mã set hoa 99 ngàn dùm cho. Chị Diệp Thanh ơi cọc đi rồi chốt chị ơi. Mã nào cũng chốt, bên này không có chốt đâu mấy chị ơi. Cọc đi rồi chốt mấy chị. Giờ tới lúc nhảy gỗ không nghe máy với lại xả này kia nó tội mấy chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho ai. Ghi liền cho em cái mã này là mã set hoa dùng cho em nè. Xếp hoa dùng cho em ha, xếp hoa size S dùng cho Hải 99 ngàn dùng cho em, cái quần nó đẹp gì đâu luôn á. Thiệt mấy chị ơi. Nè 99 ngàn, lên liền em mã xếp hoa 99 ngàn dùng cho Hải. Hoa 99 ngàn còn size S thôi mấy chị.
Lúc mấy giờ là em bao giờ đọc bút uống cho 15 mình tới rồi. Mấy chị xếp hoa chinh chinh cái gì? Trần Thị Hồng Trần 89.000 lên liền em mã xanh. Ôi thề luôn, cái quần hàng hàng KBT Wear nè mấy chị. KBT Wear size M nha. KBT Wear size M nha. Kèo lấy gì chốt liền dùng cho Hải. Lên liền em mã xích xanh 89.000. Áo Hải mặc là 89.000 còn không mấy chị? Áo Hải mặc 89.000 còn nha. Kèo lấy gì chốt liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em, chị chốt cho em rồi, bên em chị không khỏe nha. Chị ơi cọc đi rồi chốt chị ơi. Nhà em báo cọc nãy giờ chị chưa cọc mà. Lên liền em mã xích xanh 89.000 hàng KBT Wear đẹp lắm. Xếp xanh cho chị Hồng Vân Lan. Ủa anh Trường con có lãnh trung thu không ba? Xếp xanh cho chị Thấm Huỳnh. Lên liền em mã xích xanh. Áo phải mặc còn á, mấy chị nào lấy thì chốt đi. Màu đen nữa nè mấy chị ơi, chị nào ưng lấy đen chút đen, giờ ưng lấy kem chút kem nè, chị nào ưng lấy hai màu chút hai màu nè mấy chị, đen với kem nha, lên màu dùng kem đi mấy chị, có 89.000 một con thôi, 89.000 nha, mấy chị nào lấy màu gì không mình màu đó dùng cho em, với giá là 89.000 lên màu dùng cho ấy nè, nãy hai tưởng đâu là hết màu đen, màu đen em còn được 4 con, chờ lấy đen chút đen, chờ lấy kem chút kem, đen và kem nha mấy chị nha, 89.000 lên liền cho em mà áo đen 89.000 đen còn có mấy con thôi. Đen 89 nha chị Trần Thư. Lên liền cho em mã dùng cho em. Chị ơi cọc đi rồi bên em cọc đi rồi tới lúc bên em gọi chốt đơn nữa mấy chị ơi. Nhiều lúc bên em gọi mấy chị không có nghe máy nữa mấy chị. Đây nè. Vì sao mà nhà em bảo cọc nè mấy chị ơi. Em còn chưa xả hết luôn nè. Đen 89 nha chị Trinh Nguyễn. Ê nha. Nhiều lắm luôn mấy chị ơi. Nè. Nhưng mấy chị yêu nha, mấy chị mua hàng mấy chị không có nghe máy. Mấy chị nè, vì sao mà nghe máu cọc quá. Đây là góc nhà em chưa nghe máy nên còn chưa xả hết nè mấy chị. Nè, có nhiều khách nè mấy chị. Chị Hoa Ưu Đàm này nè, trộn một đống luôn nè, đem ra cho mấy chị xem nha. Đem ra cho mấy chị xem khách trộn cái gì nha. Nè, không phải là chưa nói tới mấy chị bơm hàng nha, là mấy chị cọc là để ví dụ như nhà em gọi mấy chị còn nghe máy, mấy chị nghe máy để mấy chị để bên em chốt hàng lấy địa chỉ nữa, bên em gọi mấy chị không nghe máy thì cũng không có địa chỉ nên là bên em cọc, bên chị cọc cọc là lúc bên em gọi chốt đơn thì chị ơn chuyển khoản cũng được hay là không được nha mấy chị nha. Bên này nhà em đâu có ép khách là 100% phải chuyển khoản đâu này mấy chị nè. Đây nha mấy chị nha, xếp hồng dùng cho em. Xếp hồng dùng cho em 100 lên liền em mã xếp hồng nha mấy chị nha. Hồng dùng cho em 129.000 dùng cho em nè, lụa hồng dùng cho em. Lụa hồng nha mấy chị nha. Ghi liền cho em mã lụa hồng 129.000 nè. Lấy em bộ chị đang mặc nè. Đó. Lấy em bộ chị đang mặc xong rồi gọi nghe máy mấy chị, cái bộ này bán siêu chạy luôn, không còn một bộ nào ở trong kho luôn á. Nha mấy chị nha. 129.000 lụa manh gồ dùng cho em một set duy nhất nè. Đó, đen nè. Áo nè mấy chị ơi, không có nghe máy đâu mấy chị ơi, buồn lắm. Vì sao nhà em bảo cọc ấy. Nè, áo nhũ dùng cho em nè, lúc nãy chị nào không có chốt được nhũ thì chốt nè. 69.000. Chị Linh lấy mấy bộ đó mang đi, chị Linh mang vừa chị Linh, mặc đẹp lắm luôn á, mango mặc sướng lắm. Xếp hồng cho chị Linh Nguyễn. Lên liền dùng cho em mã nhũ đen dùng cho em 69.000. Nhũ đen 69.000, lên liền em mã áo nhũ đen 69.000. Rồi lên liền cho em mã đen. Đen vô dùng cho em 129.000 nè. Đen vô 129 nha. Con này là hàng Latin nè mấy chị.
Ra tin nha mấy chị nha. À, chị ơi đơn đi đi cho em nha, không dùng đơn. Mắt con. Rồi lên liền dùng cho em mã dùng cho em ha. Lên liền cho em mã dùng cho ai. Set đen dùng cho em ha. Đen vô dùng em 129.000. Đẹp lắm luôn á chị Trinh. Bộ này đẹp lắm. Cái đẹp kinh lắm. Dơ đen như chị Tuyết Trinh. Rồi lên liền dùng cho em mã áo dùng cho em 69.000 nè. Lên liền em mã áo đen 69.000. Áo đen dùng cho em 69.000 dùng cho em. Lên liền cho em mà áo đen 69.000 có con nè. Áo đen có cổ 69.000. Đen có cổ 69.000. Nè mấy chị. Lên liền em mà sơ chiếc 69.000 dùm cho em. Cùng lắm mấy chị ơi. Nha, nhiều lúc khách chốt. Khách chốt thì em vui lắm mấy chị chứ. Chứ nhiều lúc mấy chị em mấy chị chốt mà em còn hàng em cũng không dám chốt. Tại vì là chốt nhiều xong rồi mấy chị không có nghe máy. Tại vì nhà em không có lấy thông tin ở trên đây nha. Nhà em phải gọi chốt đơn cho khách nhà em mới lấy thông tin mấy chị. Nhưng mấy chị nha. Lên liền em mã sẽ chiếc 69.000 hộp 5 cái nha. Bây giờ hộp 5 cái nha. Chờ lấy chiếc chốt chiếc dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Mua hàng đã nhiều shop rồi. Nhưng cách làm của shop chị thấy lạ quá. Ủa sao lạ mấy chị? Mấy chị ơi, mua hàng ở đâu cũng vậy mà. Bữa nay dịch người ta còn bảo mấy bạn chuyển khoản cọc. Chuyển khoản trước 100.000 mới được vô lai trộn nữa đó nha. Trời ơi sao lạ mấy chị. Ở trong đây khách em chị nào mua nhiều của em cũng cọc rồi mới thành khách quen á chị ơi sao lạ. 200 đó nhà em cũng trừ cho mấy chị mà chứ đâu nhà em đâu có lấy luôn đâu. Đâu có lạ đâu mấy chị. Rồi 99.000 chiếc 60kg mang vừa mấy chị. À, lên liền dùng cho em mã dùng cho em. À hello chị Mỹ Hiếu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Chốt liền cho em mã beo xanh dùng cho em. 99.000 set beo xanh nè. Beo xanh này mấy chị 65kg đổ lại men ok dùng cho em. Và là chuyển khoản 100% tiền hàng nha chị. Ủa vậy hả? Chị thấy bữa nay có nhiều shop người ta bảo cọc, người ta mới cho nhập hàng nha mấy chị. Sao chị sao chính cho chị tiền hình. Beo xanh mà 19 như chị Canh Nguyễn. Không phải là em làm khó dễ đâu mấy chị. Thiệt luôn á. Mấy chị cứ nghĩ nè. Nè. Lát nữa áo nhũ để em một cái. Lát còn áo nhũ để em một cái nha. Ok. Nè mấy chị nè. Chọn một bao hàng luôn nè mấy chị. Một bao hàng như thế này. Bên em gọi không nghe máy nè. Bên em cũng phải bỏ ra nè mấy chị nha, chứ không phải tự nhiên mà em nói khách cọc đâu. Mấy chị trộn, ví dụ như mấy chị không em nhà em bảo mấy chị cọc mà mấy chị không trộn nữa thì thôi, để bên em gọi chốt đơn sau rồi mấy chị chuyển khoản cũng được. Còn mình muốn trộn thêm thì cọc thôi, chứ nhà ấy không có nói gì hết á. Rồi lên liền em mã set 89.000. Lên liền em mã set nâu 89.000 nè. Set nâu dùng cho em 89.000 dùng cho ai. Lên liền em mã set nâu 89.000 nè mấy chị nè. Nâu 89.000 có set duy nhất nè. 89.000 set nâu nha mấy chị nha. Nâu 89.000 dùm cho ai. Con áo này là quá trời bạn chốt không được luôn nè. 99.000 nè. Lên liền em mà áo len 99.000. Set nâu cho chị Đông Nhi Khánh Nhi. Lên liền cho em mà áo len 99.000 dùm cho em nè. Áo len 99.000 dùm cho ai. Áo len 99.000 có con duy nhất nè. Lên 99.000 dùm cho em. Lên liền cho em mà áo lên 99.000. Lên liền cho em mà áo lên 99.000. Áo lên nó bơm trước thì gì không đâu. Chị Tăng Tăng bảo để mà chị hết rồi không để giờ thấy còn đó. Của khách. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Xét vét này em xả mấy chị luôn. Xét vét like 119.000. Giờ xả mấy chị 89.000 luôn. Rồi lên liền em mà xếp vé 89.000. Em like 119 nè. Bây giờ em xả với chị 89.000. Lên liền em mà xếp vé xanh 55kg đổ lại em ok. Xếp vé xanh dùng cho em. Lên liền em mà xếp vé xanh ha 89.000 luôn. Rồi lên liền em mã váy size L này mấy chị 99.000. Lên liền em mã váy size L 99.000 dùng cho em. Váy size L 99.000 nha. Lên liền em mã váy này mấy chị đẹp quá. Xếp vé cho chị Như Anh. Lên liền em mã váy nâu size L dùng cho em. 99.000 con váy nâu này đúng đẹp luôn.
chị ơi. Toàn đâu bộ lụa không có chị. Em để như vậy để ngày mai để còn lâu vô mấy chị ơi. Để mấy chị em làm mấy cái xếp lụa cho mấy chị chốt. Này mấy chị ơi, xếp đi o 89.000 này. Người muốn lấy chờ điện thoại. Là chờ điện thoại chốt á à, em. Dạ đúng rồi. Rồi lên liền cho em mã đi o dùng cho em nè. Dior dùng cho Hải nha mấy chị nha. Có nhiều bạn như thế này nè mấy chị em kể cho nghe. À được trước là một cái bạn Dior cho bạn Mỹ Hiếu MC nè. Em ghi của chị Kim Cúc. Kim Cúc đó. À một chị đó mua hàng của nhà em, xong là nhà em gọi chốt đơn, xong mà chị không có nghe máy. Xong cái chị nhắn tin cho em á là em ơi, à chị có con nhỏ, không phải là chị có con nhỏ hay là sao á, chị không có nghe máy được. À, em giữ đơn chị để chị chọn thêm rồi à, rồi em gửi. Xong cái bữa sau nữa vẫn nhà em vẫn giữ đơn lại nha, chốt thêm một tuần nữa mấy chị, là cuối tuần nhà em mới đi đâu. Xong rồi nhà em gọi mãi cũng không nghe máy luôn, nhắn tin cũng không trả lời trả gì hết trơn mấy chị nha, mấy chị nha. Bởi vậy nên là nhiều lúc là em cũng không muốn giữ đơn của khách nữa mấy chị, gọi không nghe máy là nhà em cũng không đi đơn luôn á mấy chị nha, mấy chị nha. Chứ mất công là hàng tới mấy chị không nghe máy cũng vậy à. Rồi lên liền em mã bò sữa dùng cho em. Bò sữa 99.000 dùng cho em nè. Lên liền em mã bò sữa 99.000 dùng cho ai. Bò sữa xanh nha mấy chị nha, 99.000 có bộ nè. 65kg đổ lại men ok luôn mấy chị. Lên liền em mã bò sữa xanh dùng cho em. Bò sữa xanh dùng cho Hải nha, 99.000. Mấy chị nè. À Lily 091 nè, thuê bao nè. Rồi lên liền cho em mã xanh 99.000 mango dùm cho em. Lên liền em mã số 10 99.000 lụa mango nha, 65kg đổ lạnh em ok. Lên liền cho em mã số 10 dùm cho em. Mã 10 dùm cho em nè, 99.000. Lên liền em mã số 10 nha mấy chị nha. Con này là mango lược sống. Lược sống nha mấy chị nha. Sống ở dưới nè, nó làm cho mình nó chạy viền cho mình luôn nè. Đẹp lắm á. Hồng này lúc nãy có chị nào chốt nữa không? Hồng Nhung 821. Này mấy chị nào lấy bộ này không nè? Mã số 10 cho chị bấm bấm. Dài nè mấy chị, 139.000 nè. Lên liền cho em mã 139 nè. 139.000 nha, dài tay dùng cho em nè, cổ sen nè mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em. Chốt liền cho em mã hồng dùng cho em. Hồng 139 cho chị Mỹ Hiếu. Harry tiếp nè, không nghe máy nè. Rồi lên liền em mã set nâu dùng cho em nè. Lên liền em mã set nâu dùng cho em 89.000 nè. Lên liền em mã set nâu 89.000. Set nâu dùng cho em 89.000 dùng cho em. Set nâu 89.000, 60kg đổ lại em ok. Lên liền em mã set nâu. Rồi lên liền em mã set đen dùng cho em. Xả luôn mấy chị, set đen này 89.000. Đen 89.000 dùng cho em. Lên liền em mã set đen 89.000. Cái set nâu set ly đẹp lắm mấy chị. Rồi lên liền em mã set đen 89.000. Đen này 60kg mang ok. Set đen này đẹp. Đen chủ nha mấy chị nha. Quần của nó như cái chân váy đó, rất là xinh luôn. Lên liền em mã set đen 89.000. Rồi con này hàng kim nha mấy chị nha. Rồi ghi liền cho em mã set trắng 99.000 dùng cho Hải nè. Cái này là cái quần 50% phía sau là chung dùng cho Hải. Lên liền em mã set trắng dùng cho em 99.000. Rồi thôi em tắt nha mấy chị nha. Tối em lên cho mình ha. Tối này em lên hàng mới cho mấy chị ha. Muốn gửi rồi mấy chị. Chị nào lấy set trắng này mang nè, 50% phía sau là chung. Set trắng này siêu đẹp luôn. Cái áo của nó đẹp lắm mấy chị. Cái này bữa trước bán không còn một set nào luôn mất.
Rồi chị nào lúc nãy gấu cam. Gấu cam 89.000, lên liền em mở gấu cam 89.000. Cái xếp trắng đó là không còn xếp nào luôn đó chị. Rồi lên liền cho em mãi nè mẹ chị. Dồn đơn tối lượt tiếp được không chị? Được em ơi. Rồi lên liền cho em mãi dùng cho em. Nhà Hải dồn đơn tới thứ 5 lận nha. Mấy chị khách mới để ý dùng cho Hải. Nhà Hải một tuần đi đơn 2 lần thôi. Rồi lên liền cho em mãi dùng cho em. Ghi liền cho em mãi xếp gấu cam dùng cho em 89.000. Nãy dành gấu cam nè. Giờ chốt gấu cam đi mấy chị ơi. Có đơn của khách không em ái. Để cái này lên để lưu chứ không ai lưu. Mấy chị em có cái áo này đẹp nè. Chị gì đó mua cho chị, cho chị Kim Cúc cái áo này đi. Cái áo này đẹp lắm nè. Con áo này đợt trước phải bán siêu nhiều luôn. Này bao nhiêu mà lại bao nhiêu rồi đấy. 59.000 đúng không? Lên liền cho em mà áo 59.000 này mấy chị. Lấy con áo này nè mấy chị nè. Con áo này đẹp lắm. Em nói là mặc siêu siêu sướng luôn. Hàng gu nè. Em về 40 cái mà bây giờ em còn được 5 cái nè. 5 cái hay 3-4 cái gì thôi mấy chị. Chiều lấy thì chốt liền em mã trắng 59.000 nè. Lên liền em mã dùm em ha. 59.000 dùm cho Hải. Trắng 59.000 nha. Chờ lấy trắng chút trắng 59.000. Áo gu nha. Áo gu nha. Tan gu luôn mấy chị. Lên liền em mã trắng dùng cho em 59.000. Rồi chốt liền dùng cho em mã áo kem dùng cho em 69.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã áo kem 69.000 dùng cho Hải nè. Áo kem 69.000. Con này là được chú bán hàng 119.000 nè. Bữa nay mới ôm được sale. Cháu 59 cho chị Phạm Ngân. Cháu 59 cho chị Trần Thị Hồng Trần. Rồi lên liền cho em mã áo kem 69.000. Đây bạn nào cũng hổ con áo này được trước thì có mấy con không mấy chị hàng đó. Lên liền cho em mã dùng cho em áo kem 69.000. Kem 69.000 dùng cho ai? Cháu 59 cho chị Chu Ngân. Rồi lên liền em mã xếp tím dùng cho em 89.000 dùng cho ai? Lên liền em mã xếp tím 89.000. Tím dùng cho em ha 89.000 dùng cho ai? Lên liền em mã xếp 89.000. Ôi. Lên liền em mã xếp 89.000 dùng cho em. Xếp tím dùng cho em ha 89.000 dùng cho ai? Tím 89.000 nha mấy chế ơi. Lên liền cho em mã tím dùng cho em 89.000. Ta hãy còn cái áo nhũ nè mấy chị. Áo nhũ trắng nè. Nhũ trắng 89.000. Lên liền em mã nhũ trắng 69.000 dùng cho em. Nhũ trắng nha. Nhũ trắng thì mặc ở bên ngoài mới thấy được. Tại vì em đưa vô đây là mấy chị không thấy rõ nè. Khi nào đưa Sài Gòn đi được bà Hải ơi. Đơn Sài Gòn phải qua. Chắc là bữa nay là nhận đơn rồi đó mấy chị ơi. Bữa nay nhà Hải cho đi dần rồi đó. Có những nó tùy theo khu vực nữa mấy chị. Nó có vùng xanh vùng đỏ gì đó. Nên là Hải phải lọc ra rồi Hải mới đi được đó mấy chị. Nha mấy chịu nha. Chị nào lấy thì chốt liền em mã nhũ trắng dùng cho em. Nhũ trắng nha mấy chịu nha. 69.000 dùng cho Hải. Lên liền em mã nhũ trắng 69.000 áo hãng luôn. Chốt liền em mã nhũ trắng 69.000 nha. Sài Gòn hãy nhận rồi đó mấy chị. Nhưng mà chắc là ngày mai ngày mốt thì đi được đó mấy chị. Rồi hãy tắt like nha. Hãy gặp mấy chị tối nha. Tối lên nhiều siêu phẩm cho mấy chị tốt ha. Rồi bye mấy chị.